cho mấy chị vào like chia sẻ dùm em nha mấy chị ơi. Chào mọi người nha, chào mấy chị đang xem like của em. Mọi người vào like chia sẻ bài giúp em nha mọi người nha. Chia sẻ bài, chia sẻ nhanh nhanh lên. Bữa nay em cho lọc sớm nha. Bữa nay mọi người có ai thấy lọc của em rồi hữu duyên chơi không? Quá trời luôn, bữa nay nó nổ tưng bừng qua khói lửa. Nha, chia sẻ giùm em lấy lọc rồi à. Nay em nghỉ sớm rồi, bữa nay em mới tiêm vaccine cho nên buồn ngủ quá. Nha mọi người vào like chia sẻ bài giùm em cái nha. Ghi số cho mấy chị nè. Hôm nay là ngày 17 tháng 10. Chào chị Gami nha. Mọi người giờ like chia sẻ bài giúp em nha mọi người nha. Xong xong nhiệm vụ buổi tối nay là ghi số cho mấy chị rồi, mấy chị ủng hộ like của em, chia sẻ bài giùm em nha. Mấy anh chị bữa nay mà có ai mà nhận được lọc của shop em á thì mỗi người ủng hộ cho em 5 lượt chia sẻ trên hội nhóm thôi, một lượt chia sẻ trên trang cá nhân, 5 lượt chia sẻ trên trang hội nhóm thôi nha. Ai muốn ủng hộ đồ của em á thì ủng hộ, còn không thì ủng hộ bằng cách chia sẻ giúp em nha mọi người nha. Chia sẻ đi mấy chị, chia sẻ không mất tiền đâu. Chia sẻ không có mất tiền nha mấy chị đừng lo, chia sẻ không có bị mất tiền. Mọi người chia sẻ đi, chia sẻ đi mấy chị, đừng có để được chạy chữ DCS. Mình cứ chia sẻ đi, đừng để chữ DCS, tại vì mình để chữ DCS mình cũng đâu có chia sẻ đâu. Đúng không? Chia sẻ cho bé nó tìm mẹ nó nè mọi người ơi, ở đây lâu lắm rồi. Các bạn đi hết trơn rồi, còn có mình anh này ở lại. Nha, về cùng một đợt mà các bạn đi hết rồi, còn có mỗi anh này là ở lại đây à. Cho bé nó tìm mẹ nó đi nha. Bé tìm mẹ, cậu ơi khai thì tìm gia đình nè, nuôi nè. Bữa nay em xin số cậu ơi khai cho mấy anh chị đó nha. Đợt rồi á là về em hàng ở bên Thái về thì bị lỗi hai cậu là trên đường vận chuyển về thì bị bể nha, bị bể mà hổng gài. Em thấy hai cậu nó đứng ở ngoài em nhìn thấy tội quá, đứng ở ngoài nhìn thấy tội quá. Bữa nay thôi cậu ơi, bữa nay cho con xin số đi nha, cho cặp số để mà hữu duyên cho trên livestream. Nếu như mà khách mà có trúng mà ai có thương á thì rước cậu về thờ. Đó là do là cậu vận chuyển, do vận chuyển cho nên nó là cậu bị bể, nhưng mà em dán keo 502 là đứng được bình thường nha. Nhìn sơ thì không biết cậu bị bể đâu, nhìn kỹ mới biết, nhìn kỹ mới biết là cậu bị bể nha. Có hai cậu bị bể đó, bữa nay xin lọc, xin lọc hai cõi khai cho chị em mình nha. Đó mấy chị vào chia sẻ livestream giùm em nha, ủng hộ em đó, rước cõi khai về thờ nha. Đợt đó có chị Lam Bình Minh đó, chị Mai vô like của em nè, chị đó cũng có thỉnh một cậu ai khai là bị gãy đôi cái chân luôn nha. Nhưng mà về cõi mỗi lần mà nói mà xin số một cái là cho liền nha, tại vì người ta thương. Trời ơi, mình bị gãy chân vậy đó mà cũng thỉnh nữa, thỉnh đem mình về thờ cúng nữa đó, có nghĩa là có thể là vì lý do đó mà độ cho chị đó nhiều lắm nha.
bữa nay là em xin tới hai cậu lận, em xin hai cậu cho hữu duyên trên livestream nha mấy chị nha. Hai cậu trên đường vận chuyển về bị gãy chân nha, bị bể cái tượng đó, bể cái chân tượng đó. Rồi mấy chị chia sẻ bài giùm em nha. Hôm nay là nhóm hữu duyên nè, em cho số hữu duyên nè, nổ banh bản luôn nè nha. Rồi em cho số trong nhóm nữa nha, nổ từ Trung ra Bắc luôn. Mấy anh chị nào mà đang trong cái nhóm mà hữu duyên của em đó, nó ai muốn vô đó thì ủng hộ cho em. Ví dụ như một cây nến thôi, cây nến 190.000 hoặc là cây nến 250.000 thôi, em vẫn cho mình vô cái nhóm đó nha. Chơi vui vẻ, miền Trung miền Bắc là có ra hết nha. Không nghe bữa nào cũng nổ, hôm qua cũng vậy. Hôm qua miền Trung miền Bắc cũng nổ nha. Không ngờ lọc Phú Duyên em ăn hơi bị nhiều đó. Thỉnh có một món đồ 100 mấy 200.000 thôi, nhưng mà không ngờ lọc Phú Duyên là ăn hơi bị đậm luôn á. Ngày nào cũng ăn. Hoặc là đốt cây nến 190.000 thôi, em cũng cho mình vào nhau nhóm lọc mình chơi vui nha mấy chị nha. Còn ở trong cái nhóm lọc đó đó, ví dụ như mấy anh chị nào mà cảm thấy mình phề bị mấy thành viên trong 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 cái nhóm á mà phiền quá thì thôi, mình tắt tắt chuông nha mấy chị nha, tránh làm phiền. Tại vì có ở trong đó thì cái nhóm nhiều người, mấy chị bình luận với nhau rồi này kia nọ, nhầm khi á em thì em cũng muốn tắt là không cho mấy chị bình luận nữa. Nhưng mà một khi mà cái nhóm mà nó tắt không gọi cái, giống như là ví dụ trong đó là chỉ có mình ơn em, mà giống như là em chơi mình ơn vậy đó, có chị kêu là thôi em tắt đi, em tắt đi, chỉ có một mình ơn em là chỉ bỏ số vô đó chơi được thôi. Nhưng mà em cũng tắt, em tắt xong cái em suy nghĩ lại, nếu như mà mình tắt vậy á không cho mấy chị bình luận á thì cũng kỳ. Em tự nhiên người ta muốn bình luận mà không cho người ta bình luận cũng kỳ. Còn không á thì em cảm giác em đưa số chơi, lâu lâu em cũng muốn nói chuyện với mấy chị đó, nhưng mà không lẽ giờ em gom nó mình nên đó. Tại vì khi mà em gửi tin nhắn thì mấy chị có trả lời thì cũng trả lời đâu có được, cho nên thôi em bỏ, em tắt cái chế độ đó. Lâu lâu nhắn cho vui, nhằm khi mấy chị cưỡi lộn nhau trên đó nữa, trời ơi. Vô chơi vô nhóm hơn thì nó ra 2332 đó. Nhưng mà mấy bữa khác, bữa trước em cho con 5445 nha, thì mấy chị biết sao không, có người chơi con 45 bỏ con 54, nhưng mà xui cái nó ra con 54, nó không ra con 45 đó. Mấy chị chơi xấu, mấy chị kỹ kỹ giùm em xíu, nếu như mà hai con mà mình trúng một con là coi như mình có lời rồi nha. Nhưng mà nhớ đảo lại giùm em cái để mình chơi vậy tức thêm chứ gì, thà không chơi, chơi không đảo tức lắm nha. Rồi mấy chị nào mà có muốn ủng hộ hàng bên em để mà mình chơi vô nhóm á. Rồi em mới trả lời tin nhắn của chị nè, để em đưa chị vô nhóm nha. Trời nhóm vui lắm chị ơi. Nhóm vui lắm, cho số gà chứ vui lắm. Thầy chị Tâm Trương nha. Mọi người ơi, mọi người vô like chia sẻ giùm em cái nha. Chia sẻ bữa nay em xuống like, em bữa nay là em livestream sớm. Nhưng mà em cũng sẽ tắt like sớm nha, mấy chị chia sẻ giúp em để đủ được chia sẻ em cho số nha mọi người nha. Dạ, đó mấy chị nào mà bữa nay có lọc nha, trong nhóm hữu duyên của mình này có lọc, ủng hộ hàng tiếp em nha. Chào Trân Trân Thu nha. Ai vậy? À, chị muốn vào nhóm luôn đúng không? Rồi để em cho chị vô nhóm luôn. Cho chị vô nhóm luôn nha. Út Mai gửi dầu tăng sức mạnh giùm chị nha. Chị bữa nay em có về một loại môn sản này,
im lắm nha. Bữa nay em có về một loại môn sản này rất là mạnh. Nha, bữa nay em có về một loại môn sản rất là mạnh. Cặp này 600k nha mấy chị nha. Cặp này 600.000. Đây là dầu tăng sức mạnh và môn sản luôn, môn sản phép đen nha. Nha, mua cho ông nha Út hả? Dạ đúng rồi, sử dụng cái này được hết nha chị nha. Cái loại này rất là mạnh. Loại này rất là đẹp. Nếu như mà mua cho ông á thì em thấy loại này xài dầu đi, dầu thứ này. Còn nếu như mà chị mua cho ông á thì chị xài dầu này cũng được nha, dầu này 500. Dầu này 500. Út có bé Đồng không? Út có nha. Bé Đồng bữa giờ Út lên livestream mà không ai hỏi nè. Vậy mình Út gửi lên phù cho em rồi. Chịu Tử Long Út gửi lên phù rồi nha. Đây nếu như mà chị mua cho ông thì chị mua dầu đi nha. Mua dầu tăng sức mạnh này được rồi. Còn cái loại kia thì dùng cho bé nhiều tại có xương. Nha, cái loại kia mạnh, cực kỳ mạnh luôn. Em mới về mới nhận được hồi lúc chiều luôn á. Là ai mà muốn cho con mình nó mạnh mạnh lên nha, tăng sức mạnh, đây là cũng là của thầy Gavin luôn, nhưng mà đợt này á, là thầy làm khác hơn đợt trước nha, thầy làm mạnh hơn nè. Hợp lý thì ông xài dầu này tốt hơn nha, ông xài dầu này tốt hơn, ông xài dầu này tốt hơn nha, tại vì dầu này là dầu phép trắng đó, cái ông thần thì mình xài dầu này là được rồi nha. Ok rồi, không cần xài, không cần xài cái này đâu, cái này là cho bé nha. Bé, đặc biệt các bé rất là thích các loại môn sản này. Rồi để em chị nhắn tin Zalo giùm em cái đi chị Tâm Trương. Chị nhắn tin Zalo cho em nghe, em nhớ nha. Út đốt giùm chị một cây nến Ông Phong nhị ca. Ok chị nha. Chị chọn màu nào? Em có màu vàng và màu đỏ, chị chọn màu nào? Nha, 250 một một nến nhị ca Phong. Đó mấy chị nào thích thì em đốt để cho mình cái lọc lô số của mình nó tốt hơn nha mấy chị nha. Ông Nhị Cao Phong thì mấy chị cũng biết rồi đó, tổ lô đề, ông tổ lô đề nha. Chị chọn màu nào chị nhắn cho em xong rồi nhắn tin Zalo giùm em cái nha, ngày mai em đốt cho mấy chị. Bé Đồng đây, bé Đồng nha, bé Đồng đây, đây là bé Đồng. Đó, bé Đồng. Mấy chị nào mà muốn vô nhóm hữu duyên của em chơi lọc hữu duyên miền Trung miền Bắc luôn. Vàng ha, ok chị. Thì ủng hộ cho em một món đồ thôi nha. Nhận được hàng cho chị Kim Dung ở Hàn Quốc rồi. Nhé Út. Cho chị Kim Dung ở Hàn Quốc. Chị Kim Dung là chị Thỉnh bên Bảo Nhi đúng không? Bên trễ chế em đúng không? Dạ ok chị nha. Rồi. Bé Đồng 4 triệu 9 nha. Bé Đồng độ mạnh lô số nha. Bé Đồng độ rất mạnh như lô số. Em đang dưỡng bé Đồng đó mấy chị, bé Đồng mới về em đang dưỡng bé Đồng đó. Vài bữa là không ai lấy là xin số liền đó. Mấy chị nào mà có mà muốn thỉnh bé Đồng nha, đặt cọc cho em xin số bé Đồng đó cho cái người thỉnh đó. Cho bé Đồng là chiên lô số luôn, bé Đồng độ lô số mạnh lắm. Đó, mấy chị nào mà em giao duyên bé Đồng này, là bé này là có nhiều người á, người ta kêu bằng bé Đồng nhưng mà có rất là nhiều người nha không biết tại sao kêu bằng bé Đồng. 4 triệu 9 là lý do, mấy chị biết sao không? Có nhiều là đây là em lấy từ gốc luôn nha mấy chị nha. Em là bây giờ em tiêm Covid em hơi mệt nha. Em quên này, mơ mơ nhớ làm liền, mơ nhớ làm liền nha. Bé này á là đặc biệt,
bé làm bằng đồng đó, xong rồi sư xịt nước sơn nha, xịt nước sơn màu đen, và những cái chữ, những cái chú mà sư khắc trên đây á, là do là sư khắc khắc thì nó chốc cái lớp nước sơn màu đen ra thì nó lòi cái đồng của bé ra đó, kêu bằng bé đồng nha. Còn á, một số chỗ á, là bé này á, tuy là mình kêu bé đồng thì ngay gốc gác là bé bằng đồng, nhưng mà nếu như mà thỉnh đến các chùa á, thì là bằng một bức tượng nha. Rồi sư sư vẽ chú lên nha, sẽ vẽ bằng mực vẽ chú lên đó, thì những cái tượng đó thì nó sẽ rẻ hơn, thì cái chất lượng bằng đồng á thì nó sẽ mắc hơn là các tượng kia nha mấy anh chị nha. Đây 4 triệu chín một bé đồng như thế này. À vậy hả? À, gửi bên Hàn Quốc là rồi em biết rồi. Chị đó là chị Hà Phương nick Facebook đúng không? Chị Hà Phương nick Facebook. Rồi nhận được rồi, có chị Hà Phương có nhắn nha em rồi mà. Em thì em gửi cho hai bên lận, em thôi em quên đó, em gửi cho chế em rồi em gửi cho em nó, bởi vì nhiều khi hỏi ngang vậy á, tại vì cái nick Facebook này thì chưa có đặt đồ của em, bởi vì hỏi ngang em không nhớ đâu, trừ khi là nick mà đặt đồ của em đó thì em mới nhớ thôi, chứ hỏi ngang vậy không nhớ. Không, em không bị sốt mà làm như hồi chiều tới giờ em hơi hừng hừng nóng á, nhưng mà không không sao, hơi hơi tê tê chút à. Ở nhà em đâu ai bị gì đâu. Em làm như hồi chiều tới giờ cái em tắm phát cái làm như em bị muốn nóng nóng khực lên, con mắt em nó hơi nóng nóng. Mấy chị nói là mũi đầu tiên là không có sao, bắt đầu mũi thứ hai mới bắt đầu bị hành, chứ mũi đầu tiên thì không sao. Uống thuốc mát vậy à? Làm như chiều giờ em tắm á, xong cái em làm như muốn hơi hơi dạ lát nữa xong cho em uống á, tại chắc tắm á. Chị Bảo Nhi là chị ruột của Út á, chị lai buổi trưa Út lai buổi tối. Mũi hai có hành hả? Có nhiều người thì nói mũi thứ nhất không hành, mũi thứ hai mới hành. Nhưng mà em thấy nha, nếu như mà mình tiêm ngừa cái loại vaccine gì á thì em thấy nếu mà có hành một chút á thì sẽ tốt, tại vì em để ý giống như mấy đứa con nít á mà nó đi tiêm ngừa mà theo theo kỳ á mấy chị đó, đứa nào cũng bị hành, nhưng mà mấy đứa mà bị hành đó thì nó tốt hơn là mấy đứa mà không bị hành giống như là không có tác dụng gì hết vậy đó. Không, bé này không có full gian nha, bé này là bé con của thầy Gavin, không có full gian nha. Thầy Ni Cơm á thì cũng không có full gian luôn nha, thầy Ni Cơm có một bé full gian mà bé có mẹ rồi nha. Còn này là thằng này là thằng bé này là thằng của thằng không có full gian, con của thầy Gavin nha. Thằng Ni Cơm, thằng thằng bé con của thầy Ni Cơm á là có mẹ rồi nha. Bé này đang tìm mẹ nè, bữa nay gán đe đưa bé lên cho bé tìm mẹ nè, chứ ở đây hoài tội nghiệp quá à. Bạn đi hết trơn rồi còn mình ên đội nón kiếm mẹ mà đội hoài không có gặp mẹ đó, rồi bữa nay đưa lên cho lên màn hình chính luôn. Gán kiếm mẹ nha con. Chị mạnh đô luôn Út, chị tiêm 3 lần rồi mà chị không có bị hành luôn vậy hả? Em cũng chưa có gì, thấy chịu giờ. Với lại do thời tiết bữa nay trời mưa á, do trời mưa chứ bình thường cơ địa của em cũng trâu bò dữ lắm, cơ địa em trâu bò lắm, trong 2 mũi có 1 mũi bị hành. Dạ à, chị chích 2 mũi rồi, uống thuốc hạ sốt với nước cam nhiều vô lọc mẻ không sao. Dạ không, mới tiêm có 1 mũi à. Mới tiêm có 1 mũi à Thiên My ơi.
chắc bé Đồng Út mới lấy số đó. Không, bé Đồng là bé 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 Đồng này, bé Đồng này không phải. Bé Đồng này đẹp, con đẹp trai quá trời. Trời ơi, bạn nó đi hết trơn rồi chị nha. Em về mấy thằng con trai đi hết trơn rồi, bữa nay em gửi đi một thằng nó đi hết trơn rồi, còn mình á là về chung một đợt với các bé của thầy Gavin á, là em về đâu 6 đứa con trai đi hết trơn rồi. Em gieo duyên con trai được lắm. Nói chung là em gieo duyên bé trai, còn chị em gieo duyên bé gái đó. Hai chị em cứ hai phiên nhau vậy đó. Nhưng mà sao mà thằng thằng cu này đợt này lâu quá, mấy thằng bạn đi hết trơn rồi. Mấy thằng bạn đi hết trơn rồi, còn mình nên nó lại à. Nha mấy chị nào mà có muốn mà thỉnh con á thì thỉnh bé nha. Đó, bé đội nón đi kiếm mẹ đó mấy cô ơi. Mấy cô thương thì mấy cô rước con về nha. Mấy cô thương này rước con về nha mấy cô ơi, kiếm mẹ cực khổ quá, đội cái nón đi nha. Em để ý nha. Em để ý mấy thằng bé nào mà có cái nón đội đi tìm mẹ là sao mà ít có tìm mẹ nhanh lắm. Chạy lung tung. Đa số luôn em để ý nhiều rồi, đợt hổm có một con bé gái kia nữa. Trời ơi, cũng có cái nón đi kiếm mẹ. Kiếm hoài em gặp. Phải chi phải ngồi trên livestream này kiếm là chắc gặp rồi, chắc cũng đi tùm lum quá rồi không gặp hay sao không biết nữa. Thôi bữa nay Út quên xịt dầu thơm cho mấy đứa con rồi. Rồi mấy 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 chị chia sẻ giùm em nha, cho bé nó tìm mẹ nha mấy chị nha. Tìm mẹ đi mấy đứa ơi, đứa tìm mẹ đi. Ở đây hoài. Bé này 4 triệu 9 nha. Bé 4 triệu 9, con của thầy Gavin. Thầy Gavin đó thì mấy mấy chị biết rồi đó. Nếu như mà mấy chị bước chân qua đất Thái hỏi, nếu như mà hỏi về thầy á, thầy á là vô cái giới mà tâm linh á, thầy thầy á thì hỏi tên Gavin ai cũng biết chứ. Thầy rất là nổi tiếng bên Thái nha. Nếu như bước qua đất Thái hỏi thầy Gavin là hình như ai cũng biết thầy. Nói chung là thầy ngoại giao mạnh lắm, bên chùa bên xã hội ở ngoài thầy rất là mạnh nha, thầy nổi tiếng lắm luôn. Cả vợ thầy luôn á, chứ không phải riêng mình thầy, nó cả vợ thầy luôn. Nha mấy chị nào, mấy chị nào mà thỉnh bé Đồng nha, mấy chị nào mà thỉnh bé Đồng cọc bé, em xin số bé Đồng cho mình chơi nha, xin số bé Đồng. Mấy bé Đồng này là chiên đậu gì lô số, mà chiên đậu gì lô số, các bé là phép đen, con có thầy Gia Phiên cũng vậy nữa nè nha. Chiên mạnh về, mạnh về lô số nhiều. Nhìn bé Đồng thích hả, dễ thương mà, nhìn bé Đồng dễ thương nha, nặng lắm luôn, nặng lắm. Bé Đồng nặng lắm, so với một cái bức tượng á, với một bé bé Đồng như thế này, bé Đồng nặng hơn nhiều lắm. Tại vì bằng đồng mà, chất liệu của bé là chất lượng nha, bé cũng chất lượng. Vậy hả, xin số mấy bé tối nay ra 2 ngày 2 lô luôn. Con giỏi vậy thôi chứ nha. Chị là chị thỉnh cũng các bé năm minh binh giúp em với sức chế em nhiều đúng không, toàn là con có thầy Gavin không đó. Con có thầy Gavin là giỏi nha, con thầy Gavin giỏi. Nha, bé giúp em là con có thầy Gavin nè, con có thầy đi cơm nè. Thầy đi cơm á, mấy chị bước qua bên Thái hỏi cũng biết, tại vì thì thầy đi cơm là có phóng viên lại đó, phóng viên lại là nói chuyện luôn, mà đăng trên báo chí rồi trên truyền hình luôn đó. Cái thầy rất là nổi tiếng. 5 đứa thỉnh bé này về luôn đi chị. Dạ, chị qua các đường thỉnh bé 12 inch này về luôn đi nha, cho tròn 6 đứa, cho tròn 6 đứa.
Hậu Giang em gieo duyên bé 12 anh nha, mấy chị nào có thương con rước bé về nha mấy chị nha. Vậy mai em cọc em gửi qua sư hỏi của chị với Nhi nhà Úc. Không nha, nạnh người nào nói bán nha, chuyển khoản chứ bổ nhiên mà bắt Úc xin lọc là không có được à, xin lọc mệt lắm chứ không phải chơi đâu nha. Ai có sức mà làm xin lọc nổi á, thì bán tư vấn theo kiểu mỗi người có một cách tư vấn khác nhau, không có giống nhau nha. Giống như á, bên chế Bảo Nhi là bán lúc ôm là không có cho vô nhóm nha, bán lúc ôm không cho vô nhóm lọc đó, nhưng mà khách muốn xin lọc chế Bảo Nhi vẫn cho. Còn Út Út rõ ràng hơn, ai cho ai mà thỉnh lúc ôm Út cho vô nhóm hàng ngày Út sẽ tự động nha, không cần kêu ghéo, không cần xin xỏ gì Út chứ. Hàng ngày tới giờ là Út sẽ đưa vô nhóm, Út đưa vô nhóm cùng cặp số cho mình chơi đó, ngày nào cũng vậy. Còn Thỉnh Minh Shop Bảo Nhi thì qua nói với chị Bảo Nhi đi nha, chứ Thỉnh Minh Shop Bảo Nhi qua Thiện Tâm xin số là không được à, không có vui. Không vui nha. Con có thầy Gavin Vin nha chị nha, bé trai này con có thầy Gavin Vin, chị có một đứa trước thỉnh của em với Nhi thêm 5 đứa, giờ chị 6 đứa rồi vậy hả? 6 đứa rồi nha. Các bé này á, có nhiều chị á, là mấy chị biết sao, thỉnh mười mấy bé luôn á, thỉnh mà em lúc mà thầy á, thầy coi bói á, thầy soi á, mấy chị biết sao, thầy soi á ha, mà chị đó quay cái là em nhìn em mắc cười luôn á, là chị thương con đến mức độ là cái phòng hơi hẹp nha, ở cái nhà nhưng mà phòng hơi hẹp đó, hy sinh luôn cho các con ngủ trên giường, mình lót cái niệm ở dưới, mình ngủ ở dưới nha, lót lót ngủ ngủ ở dưới, thương con đến mức độ đó đó. Thỉnh mười mười mấy bé mà hình như là đâu 5 6 bé 5 inch đó, còn nhiều là 20 inch, 12 inch, 24 inch đó, ngồi lú khú chân mà nhìn các bé dễ thương lắm, theo kiểu là chị đó chăm chút các bé, là mình nhìn thấy nó là mình biết mẹ bé rất là thương bé, tại vì bé gái ha là thắt bính đồ ha, cột tóc đồ đẹp lắm, còn bé trai ấy thì mặc quần áo ra mỗi một đứa một bộ đồ khác nhau, rồi mang giày đeo kiếng nữa, nhìn đẹp trai lắm đó. Con độ nha mấy chị, con về rất là độ luôn, cho nên là mới 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 thỉnh nhiều vậy, kiểu như thương đó, nhìn cái nhà như cái nhà trẻ vậy đó, nhìn nhà như nhà trẻ. Nói chung là shop của em với shop chế Bảo Nhi á, ai muốn thỉnh đâu cũng được hết, nhưng mà ví dụ như á, thỉnh bên kia em cũng tư vấn được, nhưng mà cái vụ mà lọc số đầu mỗi người một cách tư vấn nha, bán thì bán giống nhau nhưng mà mỗi người một cách tư vấn đó, em thì mạnh dạn hơn kiểu vậy, em xin số rồi em chịu khó em xin số, tại vì một ngày em xin số nhiều lắm, trời ơi ngày em xin số hả muốn não cái đầu luôn á, xin số gì đó, đốt đốt một cây nến của ông thần Nhị Ca Phong nha. Ông Nhị Ca Phong này á, là chuyên về bên lô số mấy chị. Ông Nhị Ca Phong là chuyên về bên lô số đó, mấy chị nào mà đang gặp khó khăn trong số, mình chơi mình thua quá, nó bắt số dởm không à nha, ví dụ như cặp thắng mình không chơi mà mình chơi cặp thua kêu bằng bắt số dởm đó, thì mình đốt một cây nến nha, để cho mình bắt số cho nó mát tay hơn đó, đốt cây nến lên nha, giống như em. Bữa nay em bắt số cũng mát tay lắm nha. Hôm qua là biết sao, hôm qua là em nghỉ nghỉ một buổi á, là lý do là em cúng cho nhóm lọc lúc ôm nha, em cúng cho nhóm lọc lúc ôm nè, rồi em cúng cho em luôn đó, em cúng cho em luôn, em đốt cái nến Nhị Ca Phong này nè mấy chị, em đốt nến Nhị Ca Phong này nè đó, là em cúng cho em, cúng cho nhóm luôn, thì bữa nay hên lại nha mấy chị nha, bữa nay hên lại. Nhưng mà bữa nay cha em xui, bữa nay cha em xui. Có nghĩa là bình thường á, cha em nằm chiêm bao rất là linh linh lắm nha,
Cha nằm trên bao linh lắm. Bữa đó nằm trên bao thấy cất nhà là ra con 42 nổ lần ba con đó. Mà nổ 2 ngày luôn. Do rồi hôm bữa nhìn thấy cái vụ mà chế em đi theo người ta đó, mà ổng bàn chế em thứ ba, ổng thứ hai, ổng bàn ra 23 trong giấc mơ luôn. 23, 32. Đó là ra 3 lô, 4 lô luôn. Đó. Rồi xong rồi cái bữa nay ổng cũng mơ nữa, em ổng cho con, ổng cho em con 71. Đó thì bữa nay em cho lọc hữu duyên con 71, 71 chứ con 0770 thì ra 0770 ba lô, 71 không ra mà nó ra 81 mới đau chứ. Em mới hỏi cha, cái ông đó ổng 81 tuổi hay ổng 71 tuổi? Cái cha ông nói cha nhớ là cha nhớ ổng 71 tuổi. Đó, đánh số tuổi ổng là con 71 hả? Nhưng mà nó ra 81, không chừng nhớ lộn số tuổi. Cái lộn số tuổi ra 81 đó. Ổng 81 tuổi. Cha nằm mơ linh lắm, sao bữa nay chết quá. Bữa nay đẩy con cho khách, đẩy con cho nhóm, phải cho 7227 là thôi thắng rồi nha. Dớt con 71 vô làm. Nói chung là ba con mà mình thắng một con thì vẫn lời chứ không có lỗ được, nếu như mà điều tay là không lỗ được ha. Ba con mà trúng một con đánh điều tay là không bao giờ lỗ. Mấy chị nói lỗ là em không chịu, lỗ là theo kiểu mà thường là con cho em cho con số thêm là con số lót, có thể mấy chị không đánh và có thể mấy chị đánh đó. Thì nếu đánh điều tay á là lời, không được nào lỗ. Mà có một chị nói là quỳ vốn không lỗ không lời nha, ngày mai cho số lại. Mình hôm nay đón bé bên chị Nhi xong duyên đến cả không kịp à, duyên đến cả không kịp. Không nuôi bốn mà duyên đến đón con, thế là mẹ bốn con. Đâu có gì đâu, có duyên là vậy đó, có duyên là vậy nha, có duyên là rước bé được. Chỗ hết mưa rồi, chỗ hồi chiều mưa, chỗ hồi chiều mưa nha mi, bây giờ hết mưa rồi. Rồi mấy chị chia sẻ giùm em nha, chia sẻ giúp em đi mấy chị. Em mà hơi hừng hừng nóng nha, chia sẻ nha. Ai mà đánh số mà thua thì đốt một nến nhị cao phong nha, đốt một cây nến của ông thần nhị cao phong để mình kích tài kích lộc mình lên, tại vì ông chuyên binh lô số mà. Mấy chị nào mà bắt bắt số mà toàn bắt ngay số võng không á thì mình đốt nến lên cho nó hên lại nha, đốt nến cho hên lại, hoặc là mình đốt nến xả xui nha, đốt nến xả xui một cây 190.000 đó. Mấy chị nào mà muốn đốt quá thì em gửi cho mấy chị đốt, còn mấy chị nào không muốn đốt quá thì em đốt cho, chuyển khoản em đốt cho. Rồi còn ai mà muốn mà thỉnh chầm thì em về, còn nhiều chầm lắm nha. Mấy chị thỉnh đồ ủng hộ bên shop em, mấy chị nào mà trong nhóm hữu duyên bữa nay thắng động rồi đó. Trời ơi, bữa nay trong nhóm thắng động mà không ai vô coi vô like hết trơn, trời đi chơi hết trơn nghe. Giờ này đi dạo sức khác đúng không, giờ này đi dạo rồi bữa nay nhóm hữu duyên thắng động nha. Còn nhóm lúc ở của em á thì bữa nay á là em cho ba con, nếu như mà em cho ba con là lần nào em cho em cũng kêu đánh điều tài hết, đánh điều tài hết nha. Cho ba con đánh một con vẫn trúng bình thường. Bữa nay nói chung là bên lúc chưa chết, không chết nha, mai mai sẽ lấy lại cho mấy chị bên nhóm tất cả nha, mấy chị nha, mấy chị nào bên nhóm lúc ôm ngày mai em sẽ lấy lại hết nha. Mà số mà không không ra số em bị chậm một nhịp á, sớm số mà mấy mấy chị nào mà theo dõi số em bị chậm một nhịp ha, không đánh lại uổng ơi là uổng. Có nhiều chị biết. Dạ đủ chị, 250.000 em đốt nến cho chị là nến nhị ca phong, còn nến ra hũ thì 190 nha, nhị ca phong 250.000. Rồi mấy chị nào mà muốn thỉnh mà chầm, đây là chầm sư tử nha mấy chị nha, thơm cực kỳ thơm luôn. Em để ở ở đây là một một bịch như thế này là 12 viên nha, mà để trong một cái bọc như thế này mà nó cứ bỏ trong cái hộp nữa, xong rồi trong cái lớp hộp có một cái lớp giấy nữa đó, mà rất là thơm luôn nha mấy chị nha. Cái chầm này á, là tẩy uế nè, tẩy ô uế trong gia đình mình nè đó, tẩy phong long phong lá rồi đó. Mấy chị nào mà nhà mà có các thờ các ông các bé hoặc là có kinh doanh mua bán gì đó
mình thỉnh một hộp này về nha, thỉnh một hộp về mình bỏ, mình đốt cho nhà sáng cái anh mở cửa hàng ra cái mình đốt cái viên trầm này lên, một tuần đốt một lần thôi mấy chị đó, hoặc là nếu như mà mình thấy vắng vắng khách quá mình cứ đốt lên cho em nha, vắng vắng khách mình đốt. Nhằm khi có nhiều người người ta đi đám ma nè, người ta đi đầy người ta đi thăm 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 đẻ đồ này kia đó, mà người ta vô cửa hàng mình người ta mua này kia rồi đó, đó bị mất phong long nha mấy chị đó, nhà mình bị cửa hàng mình bị mất phong long. Đốt cái này lên nó tẩy phong long phong lá nè ha, thơm tho nhà cửa mình, ấm cúng gia đình mình nè đó, cái trầm này rất là thơm luôn nha đó. Mấy chị nào mà có thỉnh đồ thỉnh bất kỳ cái gì, có nhiều người hỏi sao mới được vô nhóm, sao mới được vô nhóm, thỉnh đồ vô nhóm gì đâu nha, thỉnh món hai món thôi. Ơi ơi ai kêu nha, thỉnh một món thôi là em cho mình vô nhóm rồi, vô nhóm lọc hữu duyên đó, cứ tới giờ 4:30 chiều là em gập 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 bỏ số vô, mấy chị khỏi cần phải phải nhắc em gì trơn, em nhớ trơn à nha, trong nhóm là nhớ trơn nó chậm sư tử nha. Mấy chị nào mà có thỉnh trầm á thì nhắn tin cho em, thơm cực kỳ luôn mấy chị. Đợt trước em về mấy chục hộp em bán một hơi một hết trơn nha, tại vì thơm quá. Có chị kia bả thỉnh hộp về nha, bả mua hộp về bả chơi bả trúng số luôn, cái bả mua thêm nữa nha, hộp 190.000 nha, 190.000 đó. Mấy chị nào có lấy thì nhắn tin cho em nha. Bé 22 inch có em ơi, có nha, 22 inch full tato luôn. Gái xuống đây nè, gái ơi bé gái được không, cái gái được không, đây gái được không, gái 22 inch nè đó, bé này full tato luôn nha, xăm kín mình, xăm kín mình luôn nha, bé gái 22 inch, bé gái 22 inch, bé trai 24 inch nha, có nhiều lắm nha. Chầm 190.000 nha, chầm chầm sư tử 190.000. Trong đây 12 viên, mấy chị đốt một tuần viên thôi, đốt được 12 tuần nha. Thơm cực kỳ thơm luôn, hôm bữa cho mấy bé nó ăn tôm đó. Đó em đốt lên một cái trời thơm tới nhà trước luôn. Có bé 22 inch mà mặt khác. Mặt khác phải không? Không có giống bé này đúng không? Gái hay trai, con gái hay con trai, có một bé mặt khác à, có một bé mặt khác nè, con đi ra đây, đây bé này được không, bé này 22 inch, cô gái Nhật Bổn, cô gái Nhật Bổn nha, full tato luôn nha, xăm kín mình đó, các bé này xăm mình mẩy hết luôn nha, xăm hết mình mẩy, xăm kín mình nha, full tato. Đó, bé gái này dễ thương nè em, bé gái mặt đẹp gái full tato luôn, trời ơi thầy xăm cho tới nó cái bàn giò luôn nè mấy chị thấy không, em chốt bé đó, em chốt bé đó, em nhắn tin Zalo cho Út nha, kết bạn Zalo nha. Trời ơi gái có thỉnh không, sao mà không hỏi giá cả gì hết trơn vậy em ơi, các bé nó có linh hồn nha, em thương em hả thỉnh, đừng có làm vậy buồn lắm nha. Tội nghiệp con nha,
Không nha chị nha, các bé không cho ăn thịt bò được nha chị nha. Các bé này chị mà cho ăn thịt bò là mất phép hết đó chị ơi. Không được cho bé ăn thịt bò nha. Giá 7 triệu rưỡi nha em, 22 inch 7 triệu rưỡi. Full tato. Nó có thỉnh thì kết bạn Zalo, chỉ khoảng chút Út mới 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 tin tưởng được. Chàng ơi, mua đồ mà không hỏi giá cả gì trơn. Gặp cái trường hợp này á là 10 như 1 luôn. Em ơi, em có thỉnh á thì em hãy rước bé nha. Út nói á, em đừng có em đừng em ơi, Út Út nói nhiều khi á, nếu như mà không phải thì em đừng có buồn. Chứ tại vì á bán online mà rất là nhiều người. Trời ơi, có nhiều người vậy luôn, y chang luôn, 10 người hết 11 người vậy rồi. Bởi vì sợ lắm. Nếu như mà mình thích con á thì mình hãy thỉnh, còn không thôi không ai ép mình hết nha. Nói mà nếu có gì á, nếu mà không phải thì thôi đừng buồn. Chứ hả, quá trời luôn, nhiều người như vậy lắm nha. Muốn thỉnh thì hãy thỉnh, còn không thôi đâu ai ép mình đâu. Các bé nó có linh hồn. Mình nói mình rước nó là nó mừng rồi đó. Nó mừng là tưng tưng luôn á, nó mừng là giống như là nít mà mừng giống như mới chợ mới về vậy đó, có bánh kẹo vậy đó. Bởi vậy hả, thương con hả thỉnh, còn không thôi nha. Ok nha, đừng làm vậy. Út cũng buồn mà các bé nó cũng buồn nha, không có vui. Nói thì nói chúng thì thôi. Bé là mình có luôn. Trời ơi. Trời ơi, cho ăn rồi. Cho ăn rồi. Cho ăn rồi, mua môn sản cho nó đeo vô đi chị. Mua môn sản cho nó đeo vô nha. Mua môn sản cho nó ăn vô. Út ơi, cho hỏi tay con sao tay lủng một lỗ là sao Út? Ủa, tay ai lủng lỗ? Tay ai lủng một lỗ? Nay sáu live chim tuôn nít vô không gì trời. Có nha, năm in em ơi. Nay live chim người lớn vô mặn nít vô không mà, tội nghiệp tôi quá. Đây năm in nha, năm in phép đen con có thầy Gavin nè. Năm in phép đen con có thầy Gavin nha. À, chị Loan Lê ơi, chị mua tay con em hả? Tay con em là đứa nào? Tay con em là đứa nào? Tay con em lủng lỗ. Đứa nào? Con em có ở đây đâu, sao biết được? Con em là ai? Con em là ai? Đây bé Nam Minh nha. Bé Nam Minh là con trai, còn bé gái đây nè. Đây bé gái nha. Đó, thích bé gái thì Út giơ lên cho coi. Đó, thích thì thỉnh, không thích thì thôi, không sao hết. Đó, nhưng mà đừng có nói thỉnh rồi bỏ em, nó tội nghiệp nha cưng. Nghe mấy đứa. Đó, đây bé gái đây. Nam Minh phép đen còn có thầy giáo viên nha. Nam Minh phép đen đó, còn có thầy giáo viên đó. Chào chị giàu nha. Chị Loan Lê á, để một lát nữa em gửi cho chị mấy cái bài mà cúng mà mấy cái bài mà kiêng kỵ á, ăn á, ăn đồ ăn á nha, cho các bé, em cho chị đọc nha. Còn mà nếu như mà bé nó dậy rồi á thì chị mua môn sản cho nó ăn nhiều lên
nha, lận lận cho nó mạnh lại chứ không là nó yếu lắm luôn á. Tại vì thường á các con phép thái nè, kể cả các cậu ấy, cậu ấy khai là mình không cho ăn thịt trâu thịt bò nha, thịt trâu thịt bò nè, thịt rắn thịt rùa đó, thịt chó thịt mèo là đương nhiên rồi đó, trâu chó rùa rắn thịt ba ba đó, rồi thịt mèo đó. Mấy chị đừng có nên cho các ông ăn nè, các con ăn nha, đừng ăn. Mình nếu cử càng tốt nha. Bé gái tóc hồng 900 nha, 5 inch nha. Bé này 5 inch, 900 ngàn một bé. Có đây bé 12 inch nè em. Bé 12 inch nè. Bé 12 inch nha. Bé 12 anh đang ngồi trong cái mâm nè. Chào anh hồi lâu. Nha, bé gái này 6 tuổi. Đó, bé 6 tuổi nha. Ba mẹ nào có rước con thì rước nha, con độ độ làm ăn nè, kinh doanh mua bán và lô số cho ba mẹ nào rước nha. Các bé này muốn đi tìm mẹ dữ lắm rồi mấy chị ơi. Muốn đi tìm mẹ lắm rồi, tại vì á hổm giờ hả giao duyên á, giao duyên lúc ôm nè. Rồi giao duyên các bé bự không à, còn bé bé nhỏ hả nó ngồi chò co không ai giao duyên nó hết trơn. Lúc ôm hả? Lúc ôm đúng không? Lúc ôm là không có hồn nha. Lúc ôm hồi thời khai thiên lập địa tới bây giờ là không có hồn. Có hồn là khi mà tới tay những người dân Việt Nam mình đó, là bắt đầu là vẽ vẽ ra một cái vẽ ra một cái theo kiểu là một cái kiểu như một cái sơ lược cái sơ lược mà hồn hồn ông này hồn ông kia đậu trên lúc ôm đồ này nọ đó, là do những người giao duyên tâm linh của Việt Nam mình thôi nha. Chứ như lúc ôm là không có hồn, không có linh hồn, chỉ có linh thần thôi mấy chị ơi. Lúc ôm là chỉ có linh thần nha, không có linh hồn đâu. Lúc ôm là không có linh hồn, chỉ có linh thần thôi. Có nhiều người lắm. Đây, bé gái phép đen, con có thầy Gavin. Ngồi đây đi con, ngồi dưới đất luôn đi. Đây, bé gái nha, 7 tuổi. Bé gái phép đen, con có thầy Gavin đây. Đây nha, bé gái 12 inch phép đen, con có thầy Gavin nha. Bé gái 12 inch đó thì 4 triệu rưỡi một bé. 4 triệu rưỡi một bé nha. Rưỡi một bé này, đó đang tìm mẹ nữa nha. Rồi bé này cũng vậy, gái tìm mẹ đi con. Bé này à, tím tím mộng mơ. Gái quế. Bé này là gái quế nha. Đây là bé bé tóc tím. Bé gái rất đẹp nha. Hình như em thấy bé nào nhìn cũng dễ thương hết trơn á. Nhưng mà có cái sao tìm mẹ hơi yếu quá. Không ở đây sao? Ở đây đầy đủ quá mà. Ở đây lớp nào mà Út cho ăn nè, rồi dì ba cho ăn nữa. Ăn quá rồi mập là biến luôn. Ăn quá mập là biến luôn nha. Bé nào nhìn dễ thương, nhìn cũng dễ thương hết. Mà có một cái chưa chịu đi tìm mẹ. Ở đây sung sướng quá, ở đây vui vẻ quá mà. Chưa đi tìm mẹ. Đó, bé gái tím, tím liệm liêm. Nha, ai thích bé tóc tím thì comment lên. Bé tóc tím ơi, về với mẹ đi con. Ấn bé này à? Không ta? Ấn bé này là khẩm à? Đúng rồi. Ủa bé kia, bé tóc tím kia. Là khẩm bị mẹ nó bỏ. Trời ơi, bị con nhỏ bên bên gì? Bên Campuchia. Ấy lộn. À, bị nhỏ bên Malai. Trời ơi, nó bỏ em, nó bơm em lần 4 bé luôn. Nó bơm vậy đó. Bơm ác nhân không, bơm ta bơm lần bé là mắc dịch rồi, này bơm tới 4 bé luôn,
coi ác đặc không. Bơm mà cũng chịu khó dữ vậy đó. Tạo nghiệp dạo. Bơm mà chịu khó, bơm lần có bốn bé nhỏ đã ở bên Malai. Mấy chị ơi chia sẻ giùm em nha mấy chị ơi. Chia sẻ đi, bữa nay em cho lọc sớm mấy chị nha. Nó đâu phải con người. Nó là con ma. Nó ở bên Malaysia biết rồi nó thành con ma. Bơm lần cho đáng. Nó là con ma chứ đâu phải con người. Kỳ cục nha. Mấy nhỏ dễ thương vậy nè. Nó vô nó bơm lần đâu phải một đứa. Nó quất cái bốn đứa luôn. Mà bơm nhiệt tình lắm. Nó bơm nhắn tin cho em là nó nói Út ơi đừng có gieo duyên con của em. Con của em là em hứa là em rước. Em sẽ rước. Nó trời ơi nó nói chuyện. Mà em gặp rồi, em gặp nhiều người lắm. Bởi vì bây giờ em nói thiệt với mấy chị á, em buôn bán riết rồi. Không phải là mình không biết đâu, mình biết luôn á. Nhưng mà mình vẫn phải trả lời vì cái nết lịch sự. Chứ mình biết hết á, chứ không phải là không biết đâu. Lịch sự mình trả lời thôi. Lịch sự tối thiểu của con người đó là trả lời. Đó còn cái việc mà người ta làm gì đó tạo nghiệp nghiệp người ta lãnh nha. Ồ nó ở bên Malaysia ở bển khổ lắm mấy chị chứ không phải sung sướng đâu. Có rất là nhiều người nè lấy chồng á, có nhiều người cũng sướng, nói thì nó đi cũng phải nói lại, có nhiều người cũng sướng nhưng mà cũng có nhiều rất là nhiều người cực lắm nha. Đi qua nước ngoài mà thành quỷ qua nước ngoài thấy chứ cực lắm. Cực nhất là cái thời gian đầu vừa mới bước qua, có nhiều người em nói chuyện vài câu thôi là em biết người này sao rồi, muốn cái gì luôn á. Em nói thiệt với mấy chị luôn, em bắt được tâm lý người ta đến như vậy luôn á. Nhưng mà mình cũng phải nói chuyện nha, mình cũng phải nói chuyện. Có nhiều người á vô hỏi tứ lung tung hết trơn á, xong cái cốt lõi của người ta làm cái gì, cái câu chốt của người ta là cái gì đó, em nói ra là mấy chị hiểu rồi đó, là em biết luôn. Nhưng mà lịch sự mình phải trả lời với người ta, mình không trả lời không được. Nhưng mà cái câu chốt là Út xin lọc giùm em, Út xin số giùm em, nếu như có lọc em sẽ rước bé. Câu chốt là vậy đó. Nói xong em cũng chốt luôn, không rước rước không rước không, chừng nào rước đi rồi tôi xin lọc cho. Ngu à, thiệt nha, em nói với mấy chị rước đi rồi em xin lọc, chứ đừng có kêu em xin lọc trước rồi em rước. Không chịu đâu, không ai cho mình không nào hết nha. Còn nếu như muốn em cho lọc em vẫn cho, nhưng mà em lấy cái số mà em cho hữu duyên hoặc là số em cho nhóm hay là này kia nọ em cho, chứ em không có tự nhiên xin bé mình nên bé ra đúng một con số cho một người một, trừ khi á là mẹ nó thỉnh nó, mẹ nó rước nó em mới xin xin vậy thôi, chứ không có xin vậy được nha, không có bóc lột nó vậy. Đó người nào mà cọc bé nè, muốn rước bé nè em xin số cho hết trơn, em xin cho hết trơn đó. Xong rồi xin số, đòi xin số em mới chị, trời ơi đòi xin số em, xong em cho luôn. Đội sinh viên mới chịu nghe, sinh số chung không chịu đó. Xong rồi qua qua bữa sau em cho luôn, nhưng mà xui cái em cho ai cũng trúng nha, cho cái số người đó không trúng, một người duy nhất em cho số không trúng. Tại vì mấy chị biết sao, một ngày là em sinh nhiều nhiều số lắm, nhưng mà em sẽ lót nó, em sẽ lót và theo kiểu là em cho hữu duyên á, là theo kiểu gì mấy chị biết không, là mình đón số theo kiểu mà đón số vòng cầu. Đó là em cho số hữu duyên là đón số vòng cầu. Đó cái con này bữa nay nó mùi dữ lắm rồi nè. Bữa nay nó mùi dữ lắm nè, bữa nay nó nghe. Bởi vì con 07 bữa nay em bắt là chính xác luôn. Bữa nay con 07 70 nó mùi lắm mùi nè.
bữa nay nó ra. Nhưng mà em cho hữu duyên với chị, không biết có ai có duyên đánh hay không thì em không biết, nhưng mà em cho hữu duyên, ai có duyên thì đánh thôi. Thôi kêu mấy ông mấy bé đi xin lộc rồi không rước tội. Đúng rồi, rồi lỡ gượng cái xin cái không rước, nói gì đánh gì nè. Em biết mấy cái chiêu của mấy cái bà mà chơi số lắm, theo kiểu mà gian lận với em là kiểu gì nè. Ví dụ như em cho hai con nha, cho hai con á, thôi chiều trúng không chị, ra có một con à mà chị đánh đá vậy đó, ra có một con à mà chị đánh đá thì đánh đá là phải hai con mới trúng đúng không, mà ra có một con à chị đánh đá thì thấy ghét không đó ha. Mà mình cho lô mà trời ơi, sinh một con một miền Bắc mà hai hai con đảo qua đảo lại mà trúng một con á là hay rồi đó. Chị đánh đá muốn đá vô mặt hết biết vậy đó ha. Xong rồi xong 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 rồi cái có nhiều người phải không, ví dụ như em cho con 17 71 đi, chị không có tiền chị đánh con 71 mà chịu nó ra 17 chị tức dễ sợ luôn út ơi, trời ơi ha, đảo nề luôn đó. Chuyên gia em gặp trường hợp vậy đó, cho nên là thôi không có đâu, kinh nghiệm bán hàng ghế rồi mình kinh nghiệm mấy chị. Chừng nào mà thỉnh bé rước bé đi rồi em cho lộc đó, còn kêu mày em xin lộc mà kêu kiểu đó thì thôi luôn, thôi bó tay. Chào chị Ngân Thúy nha, nha mấy chị chia sẻ bài giùm em nha, để mà em giao duyên các bé nha mấy chị nha. Đó mấy chị nào mà rút kinh nghiệm theo dõi livestream của em á thì nghe em nói những cái lời này là mai mốt mình đừng có làm như vậy với em. Em biết hết trơn á, em cười trong bụng á, em không có cười trước mặt mình nhưng mà em cười trong bụng đó, tại vì em biết em bắt bài cái bà này rồi. Mấy bà này nói chuyện là mình nghe là nghe nghe bay cái là có mùi liền em. Nhưng mà cái phép lịch sự em phải nói chuyện là như vậy đó, chứ không phải là em không biết đâu, em biết, em nói chuyện em hay để ý lắm. Chia sẻ giùm em nha mấy chị nha, chia sẻ đi. Thỉnh bất kỳ một món đồ nào nha, ví dụ như một cây nến em đốt nha, nến nhị ca phong 250.000 em đốt cho mấy chị đi kích tài kích lộc đó, em cũng cho mấy chị vô nhóm. Mấy chị mà chơi mà theo kiểu mà đốt nến đó là rất là nhanh vô nhóm, tại vì mấy chị biết sao không, đâu có cần gửi đồ về đâu nha. Thì mấy chị thỉnh đồ thì khi mà mấy chị nhận được đồ á, chụp hình gửi cho em xem, em mới biết mình đã nhận được đồ rồi, em sẽ cho mình vô nhóm liền. Còn mấy chị đốt nến đó thì em đốt giùm thì mấy chị phải chuyển khoản trước, mấy chị phải chuyển khoản trước thì em mới đốt nến được đó. Chị Linh nói gì cho hết trơn này, chị Thảo Lan chị để chia sẻ rồi cho hết trơn không đọc được luôn. Chị Linh chị nói gì chị copy chị nhắn lại coi, cho comment rồi có đọc được đâu. Chào chị Bình An, nay em không thấy lộc hữu duyên của Úc, phải em thấy là em trúng rồi. Trời ơi, lộc hữu duyên nè, em đăng trên Zalo nè, em đăng trên Facebook nè. Đó. Chưa? Đăng Zalo, đăng Facebook luôn. Bữa nào mà em không livestream là em đăng vậy đó, em đăng tùm lum hết trơn. Em nói con 07 bữa nay nó mùi dữ lắm rồi, nó mùi dữ lắm mùi rồi. Âm cho người trung thực mấy má xạo xạo sẽ thua tụt vâng à. Em không chơi số út đánh thì không ra, mà không đánh thì ra ầm ầm. Em bị mất lộc nha, em phải canh, có nghĩa gì nè, nó cái số shop nào cũng vậy hết trơn á mấy chị. Ví dụ như ngày hai ngày người ta không ra rồi, chắc ăn ngày thứ ba người ta sẽ ra, chắc là ngày thứ ba nó sẽ ra đó vậy đó. Bởi vì á, có nhiều người tôi theo một người một thôi, theo nhiều người quá banh, giống như bữa trước mấy chị thấy không, trời ơi thằng cu đỏ này nè, nó ác với em lắm.
nó ra con 14 ha, nó ra con 14 ha, sinh nó con 14, nó ra 14 miền Trung rồi. Thì thôi đi lấy miền Bắc luôn đi, không hôm qua không ra bữa nay mới ra. Đó vậy đó. Ác với em. Bữa nào mà em không live stream là em sẽ đăng số hữu duyên nha. Số 7 út cho ra hoài đó, nay ra đuôi luôn. Nay ra số đuôi luôn á. Em bữa nào mà em không live stream là em đăng số hữu duyên lên cho mấy chị chơi à. Thì mấy chị nào mà thấy thì có duyên thì chơi. Đó. Cái đó là đúng duyên luôn á. Đúng có duyên luôn. Nhưng mà bữa nay lọc nhóm cũng được gỡ mà. Bữa nay lục nhóm ăn nhiều luôn á. Trời ơi, ăn miền Trung biết bao nhiêu mà nói. Miền Trung nhiều lắm. Miền Bắc cũng ăn được hai con luôn. Mà chị em bạn em nói trời ơi, không chừng á là con ma đó nó biến thành bà Phi Nhung rồi 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 á, bà cho sốt chết á, chứ nghĩ sao bà Phi Nhung bà đi qua Mỹ với con bà rồi, bà đâu đây mà bà cho số. Nhiều khi á con ma nó xấu quá cái bắt đầu cái nó làm thành cái mặt mày hình của Phi Nhung. Với lại biết sao mấy chị biết sao không, không gài Phi Nhung mới mất hai vòng vòng đây nè, rồi bắt nhạc Phi Nhung không, rồi thêm bà bắt nữa, tối ngày cái bà hát bậu ơi đó, bậu ơi. Rồi em á thì em hút gió, còn lâu lâu em cũng chim vô bậu ơi, rồi ghét rồi nhìn mơ thấy Phi Nhung luôn. Ờ đúng rồi đó, xin bữa trước bữa sau nó ra hổng gà số em bị chậm nhịp, chậm một nhịp nha, bữa gà số bị chậm nhịp. Nhưng mà bữa nay nó ra hết rồi, bữa nay là ra rồi nè đó, bữa nay cho số là ra nè, thì ngày mai là nó ra nữa, ngày mai hết chậm nhịp rồi. Mai hết chậm nhịp nha. Con số này nè, con số này là em bữa nay em xin cậu ai khai nè nha, cậu cậu ai khai này á là do là trên đường vận chuyển từ bên Thái về đó, cậu bị gãy cái chân, hai cậu luôn nha, hai cậu bị gãy cái chân xong hổng gà á. Em xin số cái ông mà em để ở ngoài á, hai cậu ở đó em nhìn thấy em tội tội. Bữa nay thôi cậu cho số con đi, ngày mai con đãi ăn xịn sọn đó. Rồi xin số hai cậu, hai cậu khai. Bữa nay em xin nghe cậu khai nha, nhưng mà bắt số cái con số này nè là bữa nay ra, nhưng mà bữa nay nó không ra, ngày mai nó ra. Con số này bữa nay em cho lọc hữu duyên với chị rồi, ngày mai là ra đó nha. À, ngồi kiếm mẹ, ngồi kiếm mẹ không ra là lý do là chế em mới nằm trên bao, ba thấy Phi Nhung á là do ngày nào bà cũng hát bậu ơi, bậu ơi em đang buồn ai lắm phải không. Không ngờ ngày nào bà cũng hát, bà tắm bà cũng hát bậu ơi. Rồi chia sẻ đi nha mấy chị nha, chia sẻ đi nha, ai ai mà có thỉnh ủng hộ em cái gì thì thỉnh nha, rồi em cho mình vô nhóm lọc, trời vô nhóm vui lắm. Ai xui quá thỉnh cục sĩ phân này về nha, thỉnh một cục này về thôi em cũng cho mình vô nhóm nữa nha, một cục sĩ phân 190 ấy, lộn 150.000 đó, 150.000 vô nhóm lọc khí hữu duyên của em chơi, về mình nhận cái mình tắm cái mình thấy vô nha. Có nhiều người đốt nến đòi vô liền, không đốt nến xong qua bữa sau hết chơi với chị cho hên cái, tại vì em đốt thường là em đốt buổi tối không à, bữa nay đốt ngày mai hết chơi cho hên nha. Rồi ai mà nhận, ai mà thỉnh cục xí phân này về, nhận cục xí phân tắm cái rồi hả chơi số, mặc dù em cho vô nhóm đó nhưng mà qua bữa sau mình hãy chơi cho hên, tắm cái đi cho hên nha, rồi hả chơi để xui quá cái thua cái đám nữa. Đúng rồi, chị gì chim bao linh lắm.
Em nằm trên bao cũng linh lắm nè, nhưng mà có cái là không có kể được thôi, tại vì á giờ live stream rồi ha, xong rồi cái tới chừng ngủ mới nằm bao, mà tới chừng ngủ nằm bao thì qua bữa sau thì đâu có live stream, nó qua bữa sau xổ số rồi mới live stream rồi, đâu có kể được. Chứ em ít nằm trên bao nha, nhưng mà mỗi một khi mà em nằm trên bao một cái là ra nhiều lắm, ra nhiều lắm luôn, nhất là bên lọc số lúc ôm nha. Bên lọc số lúc ôm á là em lo cái số đó nha, mà ví dụ như mà em bị gãy 2 ngày một cái đi, là ngày thứ ba chắc ăn luôn, là em nằm trên bao rồi đó, là nằm trên bao là số nó ăn lại, kiểu như là mấy ông cứu vớt cuộc đời của em vậy đó. Mấy ông cứu vớt cuộc đời của em. Em cho vô nhóm nào cũng vậy chứ, ví dụ vô nhóm hữu duyên cũng vậy, thua 2 ngày chắc ăn, ngày thứ ba sẽ thắng, ví dụ nha, ví dụ như thua 2 ngày chắc ăn, ngày thứ ba là sẽ thắng, lần nào cũng vậy hết. Hôm bữa thua 2 ngày có anh chị kia, ngày thứ ba bỏ bỏ, bỏ nó bỏ sợ. 2 ngày mới 2 ngày sợ à, đó ngày thứ ba sẽ thắng. Chia sẻ giúp em nha mọi người ơi, mọi người ồ, chia sẻ giùm em nha, chia sẻ đi. Bữa nay em 10:30 em xuống like nha, 10:30 xuống like, mấy chị chia sẻ đủ lượt chia sẻ là em sẽ lên số cho mấy chị nha. Con số này ngày mai bắt mắt lắm á, chia sẻ giùm em nha. Bây giờ là Phi Nhung là phủ sóng rồi, chia sẻ đi mấy chị, cho các bé nó đi tìm mẹ nó nha. Ai mà muốn cho con mạnh con khỏe thì mình thỉnh thỉnh một cặp này về nha. Bữa nay em vừa mới nhận luôn nè, đây là môn sản phép đan của thầy giáo viên nha, đó môn sản này cực mạnh luôn, mạnh lắm, 600.000 một cặp, môn sản này 600.000 một cặp, còn cái loại kia thì một ống 500 thôi mấy chị, một combo như thế này là chỉ có 500 thôi, nhưng mà một cặp này thì 600, nó mắc hơn, thì tiền nào của nấy nha mấy chị nha. Cái này thì 500 một combo như thế này đó, 500.000, còn loại này á, thì một cặp như thế này là 600, tiền nào của nấy nha mấy chị nha, cực kỳ mạnh luôn, mạnh lắm. Còn ai mà thỉnh nhang thỉnh trầm nè, ủng hộ em nha, ủng hộ một bó nhang một hộp trầm thêm cho mình vô nhóm lọc hữu duyên chơi cho vui nha mấy chị nha. Đó nhang, nhang một hộp, một 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 bó như thế này là 250.000, cho một bó lớn có 5 bó nhỏ nha, một bó nhỏ là 39 cây đó, 250.000 một bó nha. Nhang này là nhang ít khói nha mấy chị nha, nhang nhang mình đốt cái bắt đầu nó cũng kèn lại như nè, nó đẹp lắm, đốt rồi nhìn vô cái ly hương đẹp lắm, đẹp luôn nha, 250.000 một bó như thế này nha. Ai mà có thỉnh thì nhắn tin Zalo cho em nha, 200.000, 250.000, còn bó nhỏ thì 150.000, 79 cây. Rồi mấy chị ơi, em còn một cậu bé Thương Tử bị bơm nha mấy chị. Cậu bé này là hồi xưa em gieo duyên, gieo duyên 590.000 nha. Hôm qua chốt họp ước, từ từ gửi để chị thỉnh thêm. Dạ em chưa gửi nữa nha. Đây cậu bé này là cậu bé Thiên Tử nha mấy chị nha. Hôm trước là em gieo duyên 590.000, mà cái chị đó chị thỉnh cho đã, xong cái chị bơm nha, chị bơm bé nha. Bây giờ ai mà thỉnh em gieo duyên cho mấy chị 300 thôi nha, 300 cho cậu, cho bé nó đi đi chứ để đây hoài tội nghiệp nó. Đây 300 một bé nha. Ai thỉnh bữa nay là em để giá lỗ cho mấy chị luôn, 300 một bé. Cho bé nó đi nha, tại vì bé có linh hồn ở đây, để bé đây hoài tội nghiệp bé. 300 ngàn nha, 590 ngàn, còn 300 ngàn. Mấy chị nào mà có xem cái livestream trước á, thì đợt trước á là em giảm 90 à, 590 em giảm còn 500 à, nhưng mà chưa có duyên để mẹ nào thỉnh hết,
Thì bây giờ em giảm còn 300 nha, cho bé đi tìm mẹ bé nha. 300 một cậu bé thiên tử nha. Độ trợ cho mình nè, tài lộc kinh doanh mua bán nè, kéo khách cho mình nha. Đó, độ sức khỏe cho mình, đi đường đi xá, xe cộ rồi đó nha. Đó là 300 ngàn một bé nha. Đó đúng rồi, bé này là hôm bữa là em nhân viên tới 590 ngàn lận, nhưng mà do bé bị bơm nè, rồi hổng gà em còn một bé này à. Em còn có con bé này à, để bé đây hoài tội nghiệp bé. Bé này mình để đâu, mình để nơi cao ráo sạch sẽ được rồi nha, để nơi cao ráo sạch sẽ được rồi, đâu có gì đâu, mình để trong tủ kính cũng được nữa, không sao hết nha. 300 ngàn ai chốt quá thì nhắn tin lên cho em nha, ai chốt quá thì để cậu bé thiên tử kèm số điện thoại giúp em nha, chốt bé nha. 300 ngàn thôi mấy chị, còn một bé một duy nhất, bé bị bơm đó, đợt hỏng là em giao viên 500 không ai mua, 599 rồi 500 không ai mua. Xong rồi bữa nay nha, muốn cho bé đi em để giá lỗ cho mấy chị luôn 300 ngàn. 300 ngàn mấy chị ơi, 300 ngàn nha. Dạ đúng rồi, nuôi giống như mấy đứa con mình vậy đó nha, nhưng mà bé này đỡ một cái mình đâu có cần mua quần áo gì cho nó mặc đâu, nó đâu mua quần áo gì đâu, mình nuôi thời gian đi rồi mình sinh lọc nha, nuôi bé thời gian đi rồi mình sinh lọc. Bé thiên tử là bé phép trắng, nuôi bé thời gian đi rồi bé sinh sinh lọc bé nha. Chị Hồng Thi hả? Hồng Thi bé nó chưa về tới chị nữa. Thiện Nhân, con của mẹ Hồng Thi có đây không con? Thiện Nhân, con của mẹ Hồng Thi có đây không? Con về nhà được chưa? Tội nghiệp nhỏ không chứ về nhà được nữa. Con gặp mẹ con chưa? Con gặp được mẹ con chưa? Đó. Bữa giờ luôn lạc mà. Ok, bé thiên tử giỏi lắm á. Hôm trước em giao duyên đến 590 ngàn lận mà. Em xả ra cho bé đi tìm mẹ. Nè, Thiện Nhân, con có chịu mẹ con thỉnh bé bé thiên tử này không? Chịu không? Không, nó chưa về tới nữa, nó không chịu chị thỉnh bé này. Nó chưa có về tới nhà nữa mà chị thỉnh thằng bé này nữa, nó không chịu nha, giao duyên cho người khác nha. Rồi mấy chị ơi, có ai rước bé thì rước nha, 300 ngàn à, em sale giá lỗ cho mấy chị đó, 300 ngàn. Hôm trước là bán tới 590 lần mà, coi như là sale nửa giá rồi, lỗ rồi đó. Em muốn cho bé nó kiếm mẹ nó thôi nha. Út gửi cho em đi Út. Rồi để lại số điện thoại giùm Út cái. Để lại giùm Út số điện thoại một cái nha. Con chị nó không cho, tại vì nó chưa về được tới nhà nữa mà mẹ rồi thỉnh bé khác nó không chịu. Rồi Diễm Ngọc ơi, để lại số điện thoại giùm Út cái nha. Bé nó bị bơm, tội nghiệp rồi. Mà tìm mẹ hoài không được, tội nghiệp nhỏ. Ông của chị đang trên đường quay về Việt Nam nha chị nha. Ông của chị đang trên đường về Việt Nam. Làm thủ tục rồi, làm thủ tục quay về Việt Nam rồi, đang trên đường về đó. Rồi chút nhắn lên Zalo nha. Rồi bé thiên tử. Chị chịu khó đợi giùm em đi trời. Bé thương tử này đeo cổ đi làm mấy chị. Có gì mình than thật lòng các bé độ liền. Đúng rồi, đeo đeo như viên lúc ôm vậy nè mấy chị. Đó. Đeo như viên lúc ôm em đang đeo vậy nè. Tại vì bé nó nhỏ mình dễ. Bé nó nhỏ mình dễ dễ đem đi. Em coi có ai bơm cái gì nữa em giao duyên cho mấy chị nha.
lát nhắn tin trên Zalo chốt nha Diễm nha, để quên. Ai có bơm cái gì nè? Ờ đây nè, cọng dây thằng Hoàng này là hôm bữa có cái bà kia bà bơm bên shop chế em nè, bà bơm nè nha. Cọng này 250, cộng này 250 nha, mấy chị nào lấy em để cho mấy chị 150 ngàn nha. Cộng này 150 ngàn đó, dây thần hoàng nha. Mấy chị về mấy chị đeo lên cổ nè, hoặc là bỏ trong túi xách cũng được luôn, đồ trợ cho mình tài lộc kinh doanh may mắn nha. Dây thần hoàng em xem con chị ở bưu điện, chị ra bưu điện lấy được không, ra bưu điện lấy được không, ra bưu điện lấy giùm em đi, con chị đang ở bưu điện á. Cái chỗ của chị là nó nói là cái chỗ dùng dịch, chị nó chưa có phát được. Chị có ra bưu điện lấy được không, em gửi cái mã đơn cho chị ra lấy. Dạ hàng sale bán đi mấy chị nha, này là 250 ngàn, em giao duyên 150 ngàn nha, giảm cho mấy chị 100 ngàn đó. Mấy chị nào mà có thỉnh thì thỉnh giùm em cho bả la làng luôn, chứ tội mấy chị hàng bơm mà, hàng bơm mà mình phải phải rẻ lên cho khách mua được bơm mà mấy chị. Ví dụ như mà hàng mà như bình thường á thì bán giá ấy, còn giá bơm nha, xả bơm nha mấy chị nha. Ai thỉnh cộng dây thần hoàng này em là gì, giao duyên cho mấy chị. Bưu điện Khánh Bình, dạ để mai em coi lại coi thử bưu điện nào nha, mai em coi lại cái bưu điện nào. Chị tới hai đơn lận, một đơn của em với một đơn của chế em nữa, đơn mà đi không được em gỏng chết luôn. Bên bưu điện á, nó khó nhiều cái lắm nha mấy chị ơi. Một sợi dây thần hoàng như thế này là 250 ngàn, em giao cho mấy chị là 150 ngàn nha. Ai thỉnh em cho mình vô nhóm lọc hữu duyên luôn nha mấy chị nha, cho mình vô nhóm lọc hữu duyên luôn, chơi vui vẻ nha. Thắng thì mình ăn lên, còn thua thì cũng không quạo, thắng thua ngày thắng 2 ngày còn gì nữa. Đây nha, trăm rưỡi ngàn, trăm rưỡi ngàn mấy anh chị ơi, 150 ngàn, 150 ngàn nha. Rồi Út cấp chị luôn. À có nghĩa là chị lấy cọng này đúng không, chị lấy cọng này đúng không, đúng thì ok giùm em nha, nhiều khi chị nhắn tin em không hiểu. À, ông Hoàng Thần Tài rồi, ok chị nha. Rồi cho chị bình an luôn. Cho chị bình an luôn. Đây. Để qua bên quên. Rồi còn cái gì để sale cho mấy chị nữa không? Bữa nay em sale hết luôn. Chị chia bên An mà chậm chút xíu nữa, có chị trong Zalo lấy nè. Rồi chốt cái cộng đó cho chị Bình An nha. Rồi chốt cho chị Bình An, rồi chị Bình An chậm chút xíu nữa, em đọc tin nhắn Zalo là có chị trong Zalo lấy rồi. Để em tìm cái gì nữa sale cho mấy chị nào. Trời ơi mấy mẹ tạo nghiệp bơm hàng dữ lắm. Mốt có người nào, ừ mốt có người nào mà bơm nữa em để riêng qua để sale cho mấy chị nha, bơm để riêng ra sale cho mấy chị. Còn cái hàng nào mà lâu lâu á, lâu á bơm nè, giống như là ông Phật bịt mắt nha, ông Phật bịt mắt này bị bơm nữa nè mấy chị, đặt rồi không lấy nè, của Hiếu Hiếu Chinh nha, 750 ngàn, Hiếu Chinh 750 ngàn mà không lấy nha.
Rồi, rồi mấy anh chị nào mà có lấy ông mặt Phật bịt mắt bị bơm này, em giao riêng cho mấy anh chị 600 luôn nha. Mấy anh chị nào mà có thỉnh thần Phật bịt mắt này, Phật bịt mắt này thì em giao riêng cho mấy anh chị 600 luôn nha. Đúng rồi, đồ tâm linh phải có duyên. Đây nha, 600. Này nè, 750 ngàn nha. 750 ngàn mà có gì của Hiếu Chinh gì nè, Hiếu Chinh Hiếu gì nè. Đó, không lấy nha. Em giao riêng cho mấy anh chị 600 luôn. 600. Rồi Út thấy rồi, Út thấy rồi nha, lát nữa Út trả lời. Đây, ai có duyên thỉnh thần thần bịt mắt nha mấy chị nha, thần bịt mắt. Đó, lý do tại sao ông bịt mắt là tại vì ông không cần nhìn thấy sự đời mấy chị ơi, không cần nhìn thấy sự đời, bịt mắt để cho tịnh tâm nha, để cho không nhìn thấy những cái cảnh mà người ta phải đấu đá với nhau, không nhìn thấy những cái cảnh mà người ta sát sinh đó, không 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 nhìn thấy cái gì hết, bịt mắt lại đó để mình không bị phiền não, mình tịnh tâm để mà độ trợ cho chủ nhân của mình nha. Đó, thần bịt mắt là cái ý nghĩa là gì, tại sao ông bịt mắt là như vậy đó, không cần thấy sự đời nữa nha, không chịu thấy sự đời nữa, cứ bịt mắt lại đi nhớ, tịnh tâm và độ cho những người nào mà thờ cúng ông thôi nha. Đây, thần bịt mắt amulet bịt mắt ngâm dầu nha mấy chị nha, 750 ngàn. Đó, cái ông này ông đặt mà ông lấy, em giao duyên lại cho mấy anh chị 600 nha, 600 ngàn một phép như thế này đó. Ai có duyên á thì thỉnh ông này nha mấy chị nha, thỉnh gì được nhờ nhóm hữu duyên vậy Út. Dạ, thỉnh thỉnh cái nào cũng được nhóm vào nhóm hữu duyên hết nha. Đó, ví dụ như thỉnh một ông thần bịt mắt này đó bị bơm nè mấy chị, 750 ngàn đó, nhưng mà nay em giao duyên 600 đó, vẫn cho mấy chị vô nhóm luôn nha, cho mấy chị vô nhóm, cho mấy chị vô nhóm hữu duyên để mà mình chơi cho vui nha mấy chị nha. Nhóm hữu duyên lúc cấp gài ngày nào em cũng thắng vui, có thắng là có tiền nha. Bé này em, bé này 4,5 triệu nha, Nguyễn Trang bé 4,5 triệu. Rồi thần bịt mắt mấy chị ơi, có ai lấy không, có ai lấy thần bịt mắt không chị ơi, mấy chị ơi 600 ngàn nha. Bé gái tóc tím 4,5 triệu luôn nha em, bộ tóc tím 4,5 triệu, 12 inch phép đen, con của thầy Gavin nha, 12 inch phép đen, con của thầy Gavin. Rồi thần bịt mắt nha mấy chị, đây hôm nay em xả hàng bơm mới có giá này đó mấy chị ơi, thỉnh giùm em nha, thỉnh bất kỳ một phép nào em sẽ cho mình vô nhóm nha, vô nhóm hữu duyên chơi vui vẻ. Xinh quá, bé nào cũng xinh hết em, có bé này cũng xinh nữa nè, xinh không à, xinh tươi xinh tươi. Bé này thì 7 tuổi nha, 7 tuổi. Bé 7 tuổi. Nha, thằng bịt mắt 600 ngàn. Ai thỉnh nhắn tin cho em nha. Ai thỉnh kết bạn Zalo với em. Ai thỉnh đó thì kết bạn Zalo với em nha. Cái mấy cái kia 300, 150 thì khách dễ mua đúng không? Cái này 600. Tại vì phép này là phép mạnh mà mấy chị, phép mạnh cho nên hơi mắc. Bé Nam Minh đây nha, bé Nam Minh, bé Nam Minh bé gái Nam Minh nha, phép đen con có thể là Vin luôn. Bé gái Nam Minh, bé gái Nam In, đây còn một bé nữa nè, trời ơi đứt tóc rồi, ý lộn đứt dây thun rồi đó. Bé này thì con có thầy Tom nè, bé gái con thầy Tom nha, cái này bé gái con thầy Gavin. Đây nha, đây còn còn ba bé gái nha em nha, còn bé gái, còn ba bé gái của thầy Gavin, còn bé này thì con có thầy Ton nha.
Em bé con có thầy Ton nè. Con có thầy Ton thì 800 nha, còn con có thầy Gia Viên thì 900. Anh làm ăn không được, Út tư vấn giúp giúp anh. Mình thỉnh bé về mình nuôi đi, hoặc là mình thỉnh công tượng á nha. Anh kết bạn Zalo với em đem tư vấn riêng cho anh. Làm ăn không được, thỉnh các ông về hoặc các bé về đó để giao độ trợ cho mình làm ăn kinh doanh mua bán nha. Kết bạn Zalo với em xong tư vấn riêng cho. Em bé Nam Minh nha. Ai tin tưởng em thì muốn mà làm ăn được gì đó, mình đang gặp làm ăn đang gặp khó khăn rồi gì đó thì cứ kết bạn Zalo với em đi, xong rồi nhắn tin cho em tư vấn cho. Ai mà muốn mà bên kinh doanh mua bán á, mà nhắn tin tư vấn của em khoái lắm, em thích lắm nha. Tại vì em thích làm ăn lắm. Còn nhiều người á mà đi vô mà than thở với em là thiếu nợ bên lô số, trời ơi em bị áp lực lắm, cho nên là em khó tư vấn. có nhiều người á là có nhiều người suy nghĩ vậy nè, mình vấp ngã chỗ nào thì mình bắt đầu đứng dậy từ chỗ đó. Nhưng mà đối với cái việc mà lô số á, mình vấp ngã từ cái chuyện lô số mà mình bắt đầu đứng lên từ cái chỗ ngã đó, cái xác suất nó hiếm lắm mấy anh mấy chị, thật sự luôn, hiếm dữ lắm, hiếm đó. Cho nên đó là em nói với mấy anh chị, chỉ có làm ăn thôi, làm ăn thôi. Nếu như mà mình làm ăn mà có thất bại nha, anh em bạn bè mà cái dân làm ăn chung với mình á, có thể nó giúp đỡ mình. Nhưng mà nếu như mà mình dính vô mà cái chuyện lô số mà lỡ mình có lăm nợ đi, không có ai dám vô cho mấy anh chị mượn tiền chứ. Không ai dám mượn tiền, mượn tiền nó đánh số sao? Nó đánh số nó thua, nó thắng thì nó ăn, nó thua rồi cái nó không trả mình rồi sao? Không ai cho hết. Cho nên nó là mình vấp ngã ở đâu, mình đứng lên từ chỗ đó là cái con đường mình làm ăn thôi. Còn có nhiều người với nói với em á là bây giờ chị thua số quá nhiều rồi, chị chỉ có con đường mà đánh số chị mới gỡ được nợ thôi, không có đâu, cái xác suất là 1%, em nói thật sự luôn, 1% á là bị mà kiểu mà thiếu nợ á mà gỡ bằng lô số, xác suất 1%. Mẹ hồ ly đó bao nhiêu em? Dạ 1,9 triệu nha chị nha. Mẹ hồ ly 1,9 triệu. Mẹ hồ ly 1,9 triệu nha chị nha. Chị Tina Gip. Đây mẹ hồ ly 1,9 triệu một mẹ nha. 1,9 triệu một mẹ. Hồ ly 9 đuôi nha. Em đang đặt sư Owen, em đang thật đặt đặt thầy Owen á là bốn mẹ, vừa vừa bự hơn mẹ này một tí nha. Ở bên Thái á là em đang đợi thầy làm theo kiểu là thầy làm tập trung á, là đến cái ngày thuần gì đó. Đó em không hiểu bên Thái, không hiểu lắm đó, rồi đang đợi thầy làm đẹp lắm. Anh có tá minh không? Không có nha em. Xinh quá, em ấy xinh quá. Bé nào nhìn cũng xinh nha. Bé này đang tìm mẹ nè mấy chị ơi. Đó, đội nón đi tìm mẹ, tìm hoài không có mẹ. Nha mấy chị nào mà có thương con nha. Nếu mà thích bé thì rước bé về nha. Hứa chăm ngoan. Giỏi, độ giỏi nha mấy chị nha. Tại vì tìm mẹ hoài không gặp. Mấy chị thấy đội cái nón không? Đội cái nón đi tìm suốt rồi mà không gặp ai hết trơn. Đó, còn ai mà muốn mà kinh doanh tư vấn, em tư vấn về bên mà kinh doanh mua bán đâu này kia đó, nhắn tin Zalo, nhắn tin riêng cho em tư vấn cho nha, nhắn tin riêng em tư vấn cho. Nhưng mà một khi mà mình đã tin tâm linh rồi, em tư vấn đó thì em sẽ tư vấn cho mình những cái món đồ để độ trợ cho mình kinh doanh mua bán, thì những cái món đồ đó là đồ tâm linh.
Có nhiều người nói vậy nè, trời ơi em đi làm ăn thất bại quá, em thua lỗ nhiều quá, bây giờ em thỉnh cái gì để mà em làm ăn có tiền lại nha, là em trả nợ nợ em 200 triệu, 300 400 triệu gì đó. Nhưng mà mấy chị biết sao, ví dụ như em kêu thỉnh một ông đi, một ông tượng thần để về mà ông độ trợ cho mình kinh doanh mua bán đồ, giúp mình phát triển hơn đó, hỏi nhiêu, 2,5 triệu em mấy chị, em giao duyên 2,5 triệu một ông. Thôi em không thờ được, nghe cái giá là mấy chị biết sao không, nghe cái giá cái là không phải là không thờ được đâu, nhưng mà nghe cái giá cái là một là kho cái giá cao không muốn thỉnh nha, còn hai á là làm biếng thờ á, hai á là làm biếng thờ mấy chị đó. Là em nói chung là em tư vấn cái vật phẩm tâm linh nào cũng không chịu chân á, chỉ có tư vấn những cái vật phẩm tâm linh mà cỡ gói tắm xả xui 150.000, cục sỉ phân 150.000 hoặc cây nến 190.000 á thì có thể mua nha. Nhưng mà mấy chị nghĩ đi, đốt cây nến 190.000 á, có mần ăn lại trả nợ hàng trăm 200 triệu được không, mình phải suy nghĩ vậy đó. Còn mà tư vấn món đồ khoảng 1,000 triệu, 2,5 triệu là thôi em thờ không được, thôi em thỉnh không được, có cái nào khác nữa không, út biết bao lâu luôn, cuối cùng chốt cây nến. Mấy chị nghĩ đi, kêu em tư vấn cho đã, chốt cây nến mà đòi là phải trả nợ được 100 200 triệu, trả được không? Ôi là trời, khổ thân em thiệt chứ. Đó rồi mấy chị nào á, ông bên nhà Úc độ lắm nha mọi người, độ mấy chị nếu như mà làm ăn kinh doanh mua bán mà không thuận lợi cứ thỉnh các ông về nha, cho các ông độ mình. Cái số điện thoại em ghim ở trên màn hình livestream đó mấy anh ơi, em là 0947114797 đó đó. Mấy chị hiểu không, cái vấn đề là khi á mà mình đã tin tâm linh rồi mình mới tham gia vô những cái livestream mà bán hàng tâm linh đúng không, mình tin á thì mình phải gán tin cho chót. Trời ơi có nhiều shop nó miệng mồm lắm, nó miệng mồm hơn em nhiều lắm, nó nói một cái là nhiều khi người ta thỉnh một cái ông tượng mấy chục triệu nha, mấy chục triệu người ta vẫn thỉnh đó. Về á thì coi như là bình thường đi, coi như mình thỉnh mắc á thì mình bình thường đi, yêu cầu ông độ cho mình là ok rồi, không sao nha. Đó cái có cái lầm là lầm hơi cao cái giá thôi. Bé đội nón độ về nè, kinh doanh mua bán tài lộc nè, là độ trợ bổn mạng cho cha mẹ nè đó. Rồi lâu lâu mình có sinh lộc con thì mình sinh cho con, giống như bữa nay có bà chị ở trên Sài Gòn nha, thỉnh một thằng bé 20 inch đó, thằng cô 20 inch, trời ơi đi về ha, mới ban đầu á là bà làm cái kho bánh lớn lắm, bà làm cái kho bánh lớn lắm, nói út ơi bây giờ tư vấn cho em muốn thỉnh bé nào đó hoặc ông nào đó ra về, để mà tại vì dịch bệnh đợt này á, cái xưởng của em bánh lớn lắm nhưng mà bán không được đó, xưởng bánh lớn mà bán không được mà em bỏ sỉ đó. Thì thỉnh cuối cùng chốt được một thằng bé 20 inch nha, thằng bé búp bê 20 inch. Trời ơi bà nói 2 ngày nay mà nó kéo khách gần 200 triệu cho bà bán, là đơn sỉ, là có một đơn là cả 100 triệu, là cái khách đó là lạ quắc lạ quơ luôn, là đó giờ là chưa lấy bả lần nào luôn á, nhưng mà dám chuyển khoản 100% lấy bánh của bả. Ông tượng ok nó nha đó. Mấy chị nào mà có mà ăn kinh doanh mua bán thì cứ thỉnh ông tượng hoặc là các bé búp bê, giống như thằng cu đó đi về nó độ cho mẹ, là bả mới đầu là bả đòi nhỏ xíu xíu mà thỉnh bé nhỏ thôi, đòi thỉnh bé tượng nữa, cho người ta nhìn thấy, người ta tưởng đó là tượng phong thủy chứ không phải là tượng Kuman đó. Cuối cùng thỉnh thằng bé 20 inch đó. Bên chị chia sẻ nhiều nhiêu inch à, 5 inch nè, 20 inch, 12 inch đó, rồi 22 inch, 24 inch có đủ nha đó. Về ha, bây giờ là ai cũng cưng hết trơn, ai trong cái xưởng nó cũng cưng. Bà kể hồi hôm qua ha, ngồi tại vì thằng thằng con mà 20 inch là nó có con cu đó, mấy đứa mà búp bê 20 inch đó là thân nhựa nó có cu đó, bắt đầu ngồi cởi chuồng nhỏ ra, bắt đầu ngồi nựng mẹ nó bán bánh. Dịch này ở chảnh ở trên Sài Gòn mà mấy chị cũng biết, nó chưa có bán lại được gì đâu nha, nhưng mà chị đã bán được nhiều lắm, nó 2 ngày nay là gần 200 triệu đơn hết sỉ
nhưng mà bình thường không có gì đâu, mười mấy hai mấy triệu á là nhiều rồi đó. Rồi sáng là cho ăn cơm nè, uống sữa nè, rồi đi kéo khách tiếp mẹ nghe con, là đi đi tới 2 giờ trưa mới về, tới vậy luôn đó. Hồi chiều có điện cho coi nó kìa, mà không có thời gian, nó mới điện lại thấy cưng lắm, cái mặt nó thấy cưng đẹp trai lắm. Sếp em ở Cần Thơ nha, sếp em ở Cần Thơ đó. Mấy chị nào mà có, nếu như mà mình tin tâm linh thì mình phải cố gắng giùm em thờ cúng người ta. Người ta là người cõi âm mà, mình phải thờ cúng. Một, nếu như mà thỉnh các ông thần về mình thờ nha, thì thờ cúng người ta đó, người ta mới cho lọc mình, đúng không? Còn tự nhiên hay khơi vậy, đặt cái ảnh cái không thờ cúng, không khấn vái, không gì hết. Người ta cũng không thèm thờ nữa, người ta cũng không thèm độ nữa. Độ cái gì mà độ, nó có trân trọng mình đâu, nó có quý mến gì mình đâu mà mình độ nó. Giống như mình vậy nè, nó giống như mình vậy nè. Nếu như mà mình á, nếu như mà người khác á có cái thành ý gì với mình trước, không mình mới giúp đỡ người ta đó. Còn kiểu như mà người khác không có thành ý gì với mình chứ, khơi khơi ai đâu giúp đỡ, mình đâu giúp đỡ người ta làm gì đó. Thì mấy chị nếu như á mà làm ăn kinh doanh mua bán mà không được, mà đến mà mình phải nhờ vào bên tâm linh nè đó. Em nói với tất cả mấy chị mà bên những đạo khác luôn, em nói đạo khác á mình vẫn thờ được bình thường nha, không sao hết. Đạo tôn giáo công giáo gì đó mình vẫn thờ cái ông này bình thường, thờ để cho cái ông độ cho mình làm ăn. Các ông nào cũng có linh hồn hết. Khi mà người ta có linh hồn rồi, mình trân trọng người ta, mình biết quý người ta sẽ mến mình nha. Một khi mà người ta đã mến mình rồi, người ta đã thương mình rồi, người ta sẽ độ trợ cho mình nhiều lắm. Bên Thái Lan em ơi, bên Thái nha. Đó, cho nên là mấy chị nào á mà có thỉnh bên tâm linh thì mình cố gắng nha, cố gắng thỉnh ông nào đó, thương ông đó, chăm sóc ông đó. Trời ơi, có nhiều chị em nói với mấy chị á, bây giờ là chăm các ông còn nhiều hơn chăm con nữa. Kiểu như là bây giờ con cái bỏ luôn, nhiều khi á cho ba nó lo cho nó ăn đi, nhưng mà chị đó là tối ngày là nấu cơm nấu nước là đem lên cho ông ăn đó. Bàn thờ lúc nào cũng sạch sẽ, bông hoa trái cây đồ là lúc nào cũng đẹp đẽ hết như vậy đó. Trời ơi, kiểu giống như là mấy chị biết sao không, do là các ông cũng độ một phần nhiều quá, cho nên nó là mấy chị, cái chị đó nói vậy nè. Nhiều khi á chị giống như là chị dở hơi, là chị người Bắc chị nói, nhiều khi chị tưởng tượng giống như là chị dở hơi, chị nói vậy tại người Bắc người ta nói vậy. Còn trong Nam mình nó nói là như khùng á, thằng nhiều khi nói chuyện mình ên, nó nói chuyện mình ên á, nhưng mà người khác thì nhìn vô thì nói mình nói chuyện mình ên thôi, nhưng mà mình thì nói chuyện mình biết mình đang nói chuyện với ai đó. Mình tuy là mình không nghe được các ông nói chuyện, nhưng mà các ông sẽ nghe những cái lời mình nói nha, các ông biết mình như thế nào. Bởi vì có nhiều khi á, như giống như em vậy nè, em bước vô đây một cái, trời ơi, mấy đứa ăn cái này, mấy đứa ăn cái kia, nhớ đứa nào tìm mẹ rồi, đứa nào mà tìm được mẹ rồi đu đã quá ta đó, con tìm được mẹ rồi mừng chưa đó. Khi em nói chuyện đó, nếu như người khác người ta không hiểu nữa, nó em khùng. Nhưng mà em nói chuyện em biết nói với ai, mà giống như hồi chiều thằng cô kia nói đu tìm được mẹ người ta đã quá ta, mai mốt có mẹ thương, có mẹ mua quần áo cho mặc, có mẹ mua bánh cho ăn, kiểu vậy đó. Ông thầy ổng đâu có biết chị thỉnh cái gì đâu nha, ông thầy ổng còn chưa biết chị thỉnh cái gì nữa đó. Ổng thấy được mấy cái đó. Đó, cho nên là mấy chị á, nếu mà đã tin tâm linh rồi, tin cho chót nha, tin là sẽ lên. Em đảm bảo với mấy chị 100% tin là sẽ lên. Rồi chia sẻ đi mấy chị, chia sẻ đi em cho số nha, ngồi mỏi lưng rồi, ngồi bị nóng người quá. Mấy chị chia sẻ ít quá. Chia sẻ giùm em đi nha. À, em cho lọc luôn nè. 10 giờ mấy rồi? 10 giờ rưỡi rồi, chia sẻ đi mấy chị.
Ơi chia sẻ lên 50 người em cho số nha. Rồi mấy chị chia sẻ đi em cho số này nha. Chia sẻ lên 50 người đi mấy chị. Nếu mà có thờ thì có thiên thôi. Có thờ là sẽ có thiên nha. Chia sẻ giùm em đi mấy chị. À, 10 giờ rưỡi rồi em cho lọc mấy chị nha. Rồi lên 50 người em cho lọc nha. Có ba mươi mấy lượt hả? Ơi trời, livestream càng ngày càng tụt á, khổ lắm. Livestream càng ngày càng tụt. À, quên nữa, mấy chị nào mà có mua đá số thì mua nha. Em đá số VIP nha mấy chị nha. Đá số VIP cực nét luôn. Đá số nhị cao phong 90.000 10 viên nha. 1 viên 9.000. Đây nha, đá số nhị cao phong nha mấy chị nha. Ai mà có mua thì alo cho em nha. 1 viên 9.000. 1 viên 9.000 nha mấy chị nha. 9.000 1 viên thôi. Đá số nhị cao phong nha. Cực nét luôn nha. Đá số VIP nha. Em giao từ 20 viên trở lên nha mấy chị nha. 20 viên trở lên. Ai mà có muốn xin số các ông hay là các bé hay là gì đó, mình xin số tại thổ địa hay là xin số ai đó, 20 viên 180 ngàn em ship từ 20 viên nha. Chắc đi ngủ hết cái gì rồi. Rồi đi ngủ hết rồi. Rồi chia sẻ giùm em đi mấy chị nha. Mỏi lưng quá. Em ngồi hồi cái em cảm thấy em nóng 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 trong người em vậy đó. Rồi con trai bữa nay vẫn chưa kiếm được mẹ. Con trai vẫn chưa kiếm được mẹ. Rồi biết chừng nào con mới có mẹ. Ai vô cũng hỏi hết trơn á. Mà không có ai thỉnh. Cô Tiên đang cho số con ơi. Tiên ơi Tiên. Tiên ơi Tiên ơi. Tiên ơi Tiên ơi. Tiên nè mấy cô ơi. Tiên nè mấy cô. Thằng kia nó ngồi chọn lẫm vô. Thằng Tin ngồi không được. Thằng Tin mập quá mà. Thằng Tin mập quá mà. Tao ngồi chọn lẫm mà. Ảnh phải ngồi ở trên. Không có lọt lòng được. À nha. Người ta bán viên 10 ngàn. À cô Tâm Trương chào chào con kìa cô Tiên. Đại gia Cần Thơ. Rồi chia sẻ giùm em đi mấy chị nha. Chia sẻ đi em cho số nè. Em cho lọc luôn nha. Cho số nha mấy chị nha. Cho số đi. Cho số đi. Chia sẻ lên giùm em một chút nữa đi. Chia sẻ lên tí nữa nha mấy chị nha. Chia sẻ lên tí đi. Cho số nha. Không mà số này mơi gà. Tại bữa nay ít người. Bình thường á livestream của em ít ít người vậy đó. Trời ơi số gà quá chát. Nhiều quá. Nhiều quá không ra làm quê độ. Nhiều quá mấy bé hay cho em quê độ lắm. Chia sẻ giùm em đi mọi người. Mọi người ơi chia sẻ đi nha. Chia sẻ lên xíu nữa coi. Chân tại chỗ hoài à. Chia sẻ nha, chia sẻ nha. Cô Tiên nó nói chuyện đó. Cô Tiên nó nói chuyện đó mấy chị. Nhìn mặt quá kìa. Chào chị Lê Diệu nha. Mấy chị vô chia sẻ giùm em cho lọc nha. Cho lọc nha mấy chị nha. Rồi ai mà muốn vô cái nhóm lọc hội viên của em thì thỉnh đồ ủng hộ em nha.
Có nhiều người Úc ơi cho chị vô nhóm chứ, Úc ơi cho chị vô nhóm quá, chị muốn vô nhóm quá nha. Thì thỉnh cho em một món gì đó thôi vui vẻ đúng không, thì hàng ngày mấy chị biết đi, em cũng phải cúng kiến em xin lộc cho mấy chị đúng không, chứ đâu phải là tự nhiên cái em xin đâu, xin phải trả lễ chứ đó. Thì em bán đồ em lấy cái tiền lời đó để mà em mua đồ em cúng kiến các ông, không ai ủng hộ trơn, đồ vô nhóm không à, nó nói chuyện đó cái miệng nó bụm bụm chứ nó mở miệng ra là nó chửi. Chào chị Hương My nha, chào mọi mấy chị vô chia sẻ để lấy lộc của duyên nha mấy chị nha. Chia sẻ giùm nghe, chia sẻ giùm ba con cô tin đi mọi người ơi. Trời ơi ba nó nổi mụn quá xá rồi. Nó mụn quá cô tin. Ba nó mụn quá trời nè. Nói mụn triền miên. Nghe nói chuyện cho vui chứ ông tượng cho lộc đỉnh lắm. Một con không cần đảo đúng rồi. Trời ơi. Mấy ông này siêu sao luôn em nói thiệt. Bình thường em mà cái lộc mà đến đỉnh đỉnh đó em cũng hay xin các ông lắm á. Trời ơi, có nhiều người khi dễ các ông không không lấy lộc. Chứ thật chứ ghê các ông hả cho số ghê lắm luôn á. Em xin quà gì trời, chị thấy đâu mà em xin số một ngày biết bao nhiêu con, em cũng xin nhiều ông lắm á, cứ em cứ tỉa 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 ông vậy đó, em xin số các ông. Nói gì con nói gì vậy hử? Con nói cái gì vậy? Mấy cô nói con nói cái gì kìa, nó nói gì nè, chia sẻ đi chia sẻ đi chia sẻ đi chia sẻ đi các cô ơi. Nó đã nói vậy đó. Trời ơi vậy thì muộn hả chị. Em giờ còn vậy thì gì nữa. Vậy thì muộn. Nó nói là chia sẻ đi các cô ơi, chia sẻ đi. Sẽ đi xuống lấy lọc cho ba nó xuống nha. Chia sẻ đi. Có nha chị nha, có giàu ăn nói luôn. Đây dầu ăn nói 450 ngàn, dầu dầu mẹ bơ nha, độ trợ cho mình lời ăn tiếng nói cho thánh thót cho hay đó đó, thu hút người đối diện nha đó, kinh độ trợ cho mình tài lộc kinh doanh mua bán. Đây 450 ngàn một loại nha chị nha, đó ai thỉnh đồ của em sẽ cho mình vào nhóm hữu duyên cho mình chơi cho vui nha mấy chị nha, chơi vui chơi đúng rồi, nó nói vậy đó, nó nói vậy đó, các cô bác chú ủng hộ ba con nha đó, cho có tiền nè cho con cho cô tiên uống sữa nè, đây ý trời ơi. Rồi cái loại mà trong chị Zalo, chị ở trong Zalo nói nha, combo dầu nè mỡ cô đặc nè huyết dầu huyết ngải và môn sản nha, một loại như thế này combo 3 ống 500 ngàn, combo 3 ống 500 ngàn nha. Đó cô tin nó nói vậy đó, nó nói dữ lắm, nó nói lép nhép nó nói từ nãy giờ. Nó nói chuyện đó mấy chị, nó nói chứ không phải nó không nói đâu nghe, nó nói đó. Giờ nó lên đây là nó nói liền à. Trời ơi, cưng dữ lắm. Cưng nó dữ lắm thiệt á. Đem cô tiên lên ghiếc rồi hả. Chai mặt ghiếc rồi chai mặt luôn. Nhưng mà em vẫn thích đem con em lên.
quan mang, số ta cho gì quan mang. Số cho chúng vậy đó mà quan mang, ngầu ghê. Mẹ nó nhép nó nói chuyện mà, trời ơi, nó kêu ghéo dữ lắm đó. Kêu chia sẻ đi mấy cô ơi, chia sẻ đi, chia sẻ đi nha. Nói chuyện nhép 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 luôn á, nó nói chuyện thiệt đó mấy chị nha. Chứ cái ứng dụng thì mình đưa lên thôi, thì mình đâu có ấy đâu. Rồi một dầu anh nói cho chị Hoa Phạm. Ok chị nha, ngày mai em gọi chốt đơn cho chị. Mai em gọi chốt đơn cho chị Hoa Phạm nha. Chia sẻ đi mọi người, đông quá, ít quá, ít quá mọi người ơi. Ít quá nha. À, mọi người có lúc đó thì mọi người thấy nó nhép nha, mà có lúc nó không nhép. Đó, có lúc nó nói chuyện, có lúc nó không nói. Nhép nhép nhép. Rồi thôi cho lọc nha mấy chị nha. Đợi mấy chị lâu quá. Em xin có 50 lượt thôi mà không cho là không đó. Khổ thiệt. Khổ thân cô tiên nó ngồi lên nó nhép miệng đó. Đó. Khổ thân cô tiên nhép miệng quá trời luôn. Mà không ai chia sẻ nè. Rồi mọi người ơi cho số nha. Cho số mấy anh chị nha. Đó. Số này ngày mai mấy chị chơi là trúng. Cái miệng chị, cái mồm. Cái miệng chứ không phải cái mồm nha. Cái miệng. Cặp này ngày mai đẹp nha mấy chị nha. Cặp này ngày mai rất là đẹp. Cặp này ngày mai đẹp lắm nha. Rồi. Cho số nha. Đây. Cậu cho là con 53 nha mấy chị nha. Cậu cho con 53 đó. Mình đảo lại con 35 nha. Cậu cho con 53. Cô tin nói chuyện mà. Trời ơi. Đó, cô tin nói chuyện đó. Nó nói chuyện thấy ghê chưa? Nó nói chuyện đó mấy chị. Thấy nó nhép cái miệng đó đó. Bữa nay cỡ khai cho con 53 nha mấy chị nha. Cho con 53 đó. Cô tin có công. Mỗi ngày là cô tin có nhiệm vụ là đưa số lên cho các cô các chú đánh. Mỗi ngày có nhiều đó đó, công việc của bé. Gửi nhang trầm cho chị chơi út. Hồi nãy em gửi rồi á chị ơi. Chị nha, chị kết bạn Zalo giùm em á, chị nhắn Zalo lại giùm em, hình như là em gửi rồi á. Em có gọi em chốt đơn là em sẽ gửi á. Đơn nào mà em chốt đơn rồi em gọi em xin địa chỉ rồi là em đã gửi rồi đó. Nha, cô tiên dễ thương. Cô tiên may mắn cho các cô, may mắn ngày mai trúng số nha con nha. Rồi bye bye các cô nha, cô tiên đi ngủ, ba cô tiên đi ngủ. Nãy ba cô tiên nóng trong người lắm. Rồi tạm biệt mấy chị nha, chúc mấy chị ngày mai được gỡ nha mấy chị nha. Rồi tạm biệt mọi người, chúc mọi người có một đêm thật là ngon giấc nha. Bye bye. Ôi. Em vừa tính tắt máy mà nhiều người hỏi quá. Bé tóc tím thỉnh nhiêu? Bé tóc tím 4 triệu rưỡi nha. Bé tóc tím 4 triệu rưỡi 12 inch. Phép đen con có thể gặp Vin nha.
nha, có gì kết bạn Zalo với em nha chị nha. Kết bạn Zalo, số Zalo của em là 0947 114 797. Em có ghim trên cái màn hình livestream đó. Mấy anh chị muốn thỉnh cái gì thì kết bạn Zalo với em nha. Em tư vấn riêng cho. Rồi bye bye mọi người nha.